Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 12. Những đan dược này vốn nên là ở lúc tu luyện uống, nhưng là dưới mắt nếu như lại không uống, hắn sợ thật không kịp à. Hắn nhìn cách hắn chỉ có 3 mét khoảng cách Đường Ngạo, con người tản mát ra một tia cực độ thị huyết dáng vẻ. Tổn thương hắn phụ mẫu người, hẳn phải chết. Coi như vận dụng bất cứ giá nào, hắn cũng phải đem cái này Đường Ngạo chém chết. Trong tay hắn xuất hiện một màn ánh sáng bạc. Một cây dao găm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bởi vì giấu rất kỹ, cơ hồ không có người phát hiện. Ngay tại Đường Ngạo đối với Thẩm Hải Hoa nói chuyện nháy mắt, Uông Vũ hằng động. Giống như một cái báo săn mồi vậy vọt tốc độ. Hắn giác quan phóng đại đến mức tận cùng. Dao găm trong tay xé không gian, vạch qua một đạo chết độ cong, hướng Đường Ngạo đi. Người mẹ hắn đi chết đi. Một tiếng gầm lên, tựa như dốc hết liền Uông Vũ Hằng toàn bộ khí lực. Một giây kế tiếp, ngay tại dao găm muốn đâm vào Đường Ngạo ngực thời điểm, Đường Ngạo tay trực tiếp nắm cây chủy thủ kia. Sắc sắc, rất miễn cưỡng gãy. Sau đó Đường Ngạo một quyền hướng Uông Vũ Hằng đập tới. Phốc, Uông Vũ Hằng giống như diều đứt dây vậy bay ra ngoài, sau đó nặng nề đập xuống đất. Hơi thở yếu ớt đến mức tận cùng. Đường Ngạo hướng trên đất Uông Vũ Hằng đi tới, mang sát ý lạnh như băng. Vũ Hằng, Uông Thúc và Trương Di mặc dù thân thể yếu ớt, nhưng vẫn là ngăn ở Uông Vũ Hằng trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm mà đến Đường Ngạo. Ngươi đừng tới đây, tới đây ta cùng ngươi liều mạng. Uông Thúc kích động nói. Đường Ngạo nhìn lướt qua vậy một nhà ba người, lắc đầu một cái, liền tu vi cũng không có phế vật, còn dám ngăn ở ta trước mặt. Tốt. Ta cái đầu tiên liền giết ngươi. Một giây kế tiếp, Đường Ngạo mới vừa muốn động thủ. Quỷ dị đột biến. Một cổ cực mạnh đợt khí cuốn tới. Bành. Cửa trực tiếp nổ bể ra. Thậm chí có mấy vị võ đạo hiệp hội cường giả vậy đi theo té ra ngoài. Máu tươi tiệm nhiễm. Sống chết không biết trước. Vô số đạo ánh mắt hợp kim là tả hướng cửa quét tới. Nhưng là khi bọn hắn xem tới cửa bóng người nháy mắt. Trong yến hội tất cả mọi người đều hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngay cả hô hấp cũng không dám hít thở. Bởi vì hình ảnh này thật sự là quá hung hãn. Chỉ gặp một người thanh niên chỉ như vậy đứng ở cửa, hắn trên mình phun trào ra màu đỏ sát khí. Con người đều là lạnh như băng, chỉ có tàn nhẫn và giết hại. Giống như thị huyết tử thần. Dọa người hơn chính là, thanh niên trên bả vai vác một cái quan tài. Vô cùng nặng nề quan tài. Rất hiển nhiên, là Diệp Thần đưa cho Đường Ngạo. Trời à, quan tài đưa tới cửa, hiển nhiên là muốn nguyền rủa Đường Ngạo hôm nay hẳn phải chết à. Rất nhanh, đám người truyền tới một đạo kêu lên. Bởi vì bọn họ phát hiện chàng trai chính là thợ săn. Cái đó để cho vô số gia tộc và thế lực văn gió mất phía thợ săn. Hơn nữa làm nơi là lại như vậy phách lối, căn bản không có một chút sợ hãi. Chu Nhã mắt đẹp mở ra, tò mò nhìn về phía cửa chàng trai, khóe miệng của nàng khó hiểu phát họa một đạo độ cong. Nàng lần đầu tiên phát hiện Hoa Hạ lại có như vậy thú vị chàng trai. Khác một bàn Chu gia và Hạ gia, Chu Chính Đức bọn họ cơ hồ đầu óc trống rỗng. Quả đấm hung hãn cầm chặt, lại là thấp giọng nói, Diệp tiên sinh tới làm gì à? À, lỗ mãng à? Cửa. Diệp Thần bước chân động. Vác quan tài hướng Đường Ngạo đi tới. Bước ra bước đầu tiên ngay tức thì, năm đạo thân ảnh cấp tốc vào tới. Hơi thở cực kỳ cường thế. Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội. Trong tay mỗi người đều là một chuôi binh khí. Binh khí đâm rách không khí, phong tỏa Diệp Thần hết thảy chỗ hiểm. Diệp Thần, người lại vẫn dám lên cửa, tự tìm cái chết. Mắt xem năm đạo ý định giết người cướp tới. Diệp Thần trong mắt hiện lên là máu vậy hồng mang. Ở nơi này năm người đến gần nháy mắt. Diệp Thần bả vai run một cái, bắt được quan tài một cước, trên mình cuồng bạo kình khí phun trào, trực tiếp hướng vậy năm người phương hướng hung hãn đập tới. Giờ phút này, cái quan tài này chính là hắn Diệp Thần vũ khí. Quan ảnh lóe lên, trực tiếp và vậy năm người đụng đụng vào hết thảy, vậy năm người căn bản không nghĩ tới Diệp Thần sẽ đến như thế một chiêu à. Ai mẹ hắn sẽ đem quan tài làm vũ khí à? Trời à! Chung quanh cấp tốc cuồng gió để cho bọn họ cảm thấy đau đớn. Quan tài chỉ cần chạm được người, tất nhiên hoành bay ra ngoài.
lại là nặng nề nện xuống đất, một mảnh hỗn độn. Lần này, trực tiếp trấn nhiếp tất cả mọi người. Nhưng là trấn thương những người đó thì như thế nào? Rất nhanh lại xuất hiện gần 10 người, gắt gao vây Diệp Thần, cơ hồ cắt đứt Diệp Thần hết thảy đường lui. Diệp Thần vậy lạnh như băng con người quét về mọi người, mở miệng nói, đương ta người, chết không có gì đáng tiếc. Một giây kế tiếp, Diệp Thần bước ra một bước, cả vùng lại truyền ra một đạo chấn động cảm giác. Hắn hai tay bấu vào quan tài, thân thể một chuyển, hướng 10 người kia càn quét đi. Nặng nề tiếng va chạm vang lên, vô cùng thanh thúy. Không chỉ như vậy, vậy quan tài nhọn một góc, ở Diệp Thần trong mắt như lưỡi đao sắc bén vậy. Lại trực tiếp thủng một vị cường giả bụng, máu tươi chảy ròng. Nhưng là cho dù quan tài ở Diệp Thần trong tay như tuyệt thế thần binh, nhưng là hắn quá kịch cợm, rất nhanh đã có người tới đến Diệp Thần trước mặt, năm ngón tay đổi móng, hung hãn bắt lại. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, dành ra một cái tay, trực tiếp giữ lại cánh tay của đối phương, chân khí bùng nổ. Như lưỡi dao sắc bén vậy trực tiếp xé cánh tay của đối phương. Đồng thời một chân đạp ra. Ngực của người kia trực tiếp xuất hiện một đạo lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Một phút sau đó, Diệp Thần dừng lại, hắn khắp người đều là máu tươi. Nhưng không phải máu hắn. Phòng yến hội trên đất đều là tê liệt thi thể và máu tươi. Nếu như không phải là đang ngồi đều là cổ võ giả cũng hoặc là lời của đại nhân vật, đã sớm hù chạy. Diệp Thần ánh mắt rơi hướng Thẩm Hải Hoa và Uông Vũ Hằng bọn họ. Khi thấy bốn người nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, hắn tức giận trong lòng kềm nén không được nữa, thẳng xông lên đỉnh đầu. Một giây kế tiếp, cánh tay hắn lực lượng bỗng nhiên bùng nổ, mang theo dễ như bỡn lực, hung hăng cầm trong tay quan tài đập ra ngoài. Cơ hồ là lực 5 tấn đập ra. Đường Ngạo, cái này cái quan tài, chính là ngươi chuẩn bị. Vừa dày vừa nặng quan tài chớp mắt bây giờ liền đi tới Đường Ngạo trước mặt. Đường Ngạo trong mắt tràn đầy tia máu. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Mà Diệp Thần là tử thù, không đội trời chung. Trên người hắn khí thế không ngừng leo lên. Một quyền đập về phía màu đen quan ảnh. Hắn vốn cho là như vậy lực lượng dưới, cái quan tài này tất nhiên oanh nứt ra tới. Lại không nghĩ rằng, làm quả đấm nện ở cái quan tài này ngay tức thì, thậm chí có một đạo ác liệt đợt khí lăn lộn tới. Bành! Quan tài phản chấn. Vững vàng rơi vào Đường Ngạo trước mặt, mà Đường Ngạo thân thể lại lui ba bước. Thấy một màn này, toàn bộ phòng yến hội đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần. Cái này trước thời hạn giao phong, lại vẫn để cho Đường Ngạo rơi xuống hạ gió. Đây là cái gì quỷ? Đường Ngạo thực lực không phải hẳn đem quan tài nổ. Làm sao sẽ còn lui ba bước? Mọi người trong lòng kinh hãi. Mà thành tựu người trong cuộc Đường Ngạo trong lòng lại là tung lên mọi thứ sóng biển. Đây là lực lượng gì? Mới vừa rồi hắn mặc dù không có khiến cho xuất toàn lực, nhưng có thể cảm nhận được quan tài trên truyền đến kinh khủng dường nào lực đạo. Lực đạo này tựa như chấn động sơn hà. Nếu như không phải là hắn kịp thời ngưng tụ kình khí ngăn cản, cánh tay có thể đều phải gãy. Hắn kinh hãi nhìn cách đó không xa chàng trai. Cái này chẳng lẽ chính là thợ săn thực lực sao? Xem ra là hắn khinh địch à? Sớm biết như vậy, hắn nên trước hết giết cái này mấy người, để cho thằng nhóc kia vậy nếm thử một chút đau lòng mùi vị. Tầm mắt mọi người đều rơi vào Diệp Thần trên mình. Diệp Thần không để một chút để ý. Hắn đi tới Thẩm Hải Hoa trước mặt, trực tiếp đưa ra một viên đan dược ăn vào đi. Diệp tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái. Diệp Thần vậy lạnh như băng con ngươi nhìn lướt qua Đường Ngạo, mới đúng Thẩm Hải Hoa nói, bất kỳ động người ngươi, một cái đều chớ nghĩ sống trước bước ra nơi đây. Hắn đem Thẩm Hải Hoa đỡ đến một bên, nhìn lướt qua bàn thứ nhất ngồi mấy người. Tránh ra, mấy người kia võ đạo thực lực rất mạnh, bị một tên tiểu bối như vậy dày, nếu quả thật nhường ra, hắn mặt mũi còn đi nơi đó đặt. Hắn chợt đứng lên, kinh khí ngưng tụ, uy thế bức người. Ngươi là thứ gì, có tư cách để cho ta cách? Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần liền giữ lại hắn cổ, cánh tay ngẩn ra, trực tiếp quăng ra ngoài. Ca! Hắn thân thể đụng vào tường, thanh âm gãy xương vô cùng thanh thúy, làm cho lòng người sợ hãi. Người nọ muốn phản kháng,
nhưng phát hiện căn bản không có thể. Giống như có một đạo cao nhất uy áp nện ở trên người hắn vậy. Diệp Thần đem Thẩm Hải Hoa đỡ đến người kia chỗ ngồi. Sau đó liền đi tới Uông Vũ Hằng một nhà trước mặt, nhìn Uông Thúc và Trương Di nhợt nhạt gương mặt. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt hai người ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Bọn họ chẳng qua là người bình thường à, đối với chất phác nhân dân à. Đường Ngạo coi như phải đối phó hắn, vậy không cần thiết ảnh hưởng đến những người này đi. Hắn tức giận trong lòng đã thăng đến đỉnh đầu. Vô cùng khó chịu. Hắn giống vậy cho Uông Vũ Hằng một viên đan dược, ăn vào hắn. Thần ca, van cầu ngươi giúp ta giết súc sinh kia. Uông Vũ Hằng cơ hồ là gầm hét lên. Mới vừa rồi một khắc kia, hắn quá không giúp. Nhưng cũng hận mình vô dụng, không thể bảo vệ người nhà của mình. Diệp Thần gật đầu một cái, vỗ vai hắn một cái bảo đảm nói, tất cả và chuyện này có liên quan người, ngày hôm nay đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Sau đó, hắn và Uông Vũ Hằng liền đỡ Trương Di và Uông Thúc, đi tới gần đây vậy một tòa. Lần này, Diệp Thần không có chủ động nói cái gì, những cái kia ngồi tại chỗ người đều rất tự giác đứng lên, nhường ra vị trí. Bọn họ mới vừa rồi nhưng mà thấy được tiểu tử này lợi hại, mới sẽ không ngu đến tự tìm đường chết. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần nhìn về phía Đường Ngạo, lên tiếng. Lão súc sinh ngươi muốn chết như thế nào? Ta biến mất mấy năm này nắm giữ mấy loại nhất là tàn nhẫn giết người thủ đoạn, đủ để cho ngươi khắc cốt minh tâm. Bót bót bót! Đường Ngạo đột nhiên vỗ tay, thậm chí phá lên cười. Diệp Thần! Ta không thể không bội phục ngươi cuồng ngông, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là một cái bẫy? Hơn nữa nơi này phần lớn đều là ta Đường Ngạo nhân, chẳng lẽ ngươi thật cảm giác được mình có năng lực giết ta? Ngày hôm nay ta căn bản không nghĩ tới cái gì đại thọ, ta chỉ muốn chặt đứt đầu ngươi lô, cho nhi tử ta trả thù. Động thủ! Theo Đường Ngạo một tiếng dày, nguyên bản nổ nát phòng yến hội cửa, lại từ hai bên tường thể trong sinh ra thật dày cửa sắt. Bành! Hai phiến không biết cái gì vật liệu chế thành cửa sắt, hoàn toàn khép lại. Không chỉ như vậy, tất cả cửa sổ cũng đóng chặt. Một cổ chết cảm giác không ngừng lan tràn. Không khí đè nén làm cho không người nào có thể thở dốc. Đồng thời, 20 vị tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người mạnh nhất tuôn ra ngoài, trực tiếp vây Diệp Thần. Diệp Thần định trước chắp cánh khó khăn bay. Ngươi lấy làm cho này chút liền kết thúc sao? Đường Ngạo giữ tợn cười. Kịch hay vừa mới bắt đầu. Các người mấy vị vậy đi ra đi. Lời nói rơi xuống, bốn đạo thân ảnh đi tới Đường Ngạo bên người. Bất kỳ một đạo hơi thở, đều tràn đầy kinh người sát ý. Làm cái này bốn người xuất hiện, dưới đài nổ tung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Chính Dương, Hoa Hạ Tông Sư Bảng 203 tên. Vu Trấn, Hoa Hạ Tông Sư Bảng 194 tên. Khâu Lão, Hoa Hạ Tông Sư Bảng 190 tên. Vạn Phong Phá, Hoa Hạ Tông Sư Bảng 178 tên. Cái này bốn người cơ hồ đại biểu tỉnh Chiết Giang võ đạo giới trên mặt nổi kim tự tháp tột đỉnh nhất tồn tại. Nếu như hơn nữa một cái Đường Ngạo, Đường Ngạo khẳng định không dứt 189 tên. Nếu không không thể nào mời nổi Vạn Phong Phá. Năm vị tỉnh Chiết Giang cao cấp tông sư, đối phó một cái thợ săn. Cái này mẹ hắn làm sao còn chơi? Một vị cũng đủ để nghiền ép Diệp Thần liền à. Tất cả mọi người đều tin chắc Diệp Thần lần này hẳn phải chết. Lại là chắp cánh khó khăn bay. Đường Ngạo rất hưởng thụ giờ khắc này, hắn một bước bước ra, nói thật ra thì có chuyện một mực giấu giếm mọi người, ta bây giờ cũng không che giấu, thật ra thì ta ở Hoa Hạ Tông Sư Bảng vị trí không phải 189, mà là 147 tên. T. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt chỉ có đồng tình và thương hại. Hắn ngàn không nên, chơi không nên, chính là động Đường Ngạo nhi tử à. Đường Ngạo có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, vốn cho là đối phương trong mắt sẽ có sợ hãi, lại không nghĩ rằng, thằng nhóc này một chút phản ứng cũng không có. Hoàn toàn là không lo ngại gì dáng vẻ. Hắn tức giận thi triển uy áp đi. Lại là phẫn nộ quát, Diệp Thần, quỳ xuống, để cho ta chặt đứt đầu ngươi lô. Vừa động thủ một cái, phế hắn hết thảy. Đường Ngạo không dám chút nào xem thường.
Dẫu sao mới vừa rồi đã thấy Diệp Thần thực lực. Như mình khinh địch rất có thể chết chính là hắn. Dừng tay. Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Chỉ gặp một cái khí chất giống nhau tuyệt thiếu nữ xinh đẹp đứng lên, hướng đi tới bên này. Chính là Chu Nhã. Chu Nhã sau lưng còn đi theo Chu Mỗi gia chủ, Chu Vấn Thiên. Chu Nhã đi tới Đường Ngạo trước mặt, có nhiều thú vị nói, nếu như Chu gia ta muốn bảo vệ người này, Đường hội trưởng sẽ bán tiểu nữ một cái mặt mũi sao? Nghe được câu này, tất cả mọi người giật mình. Từng cái tròng mắt trừng lớn tới cực điểm. Tỉnh Chiết Giang Chu gia lại muốn đảm bảo Diệp Thần. Một số người trên mặt viết đầy không rõ ràng, nhưng là chỉ có một phần nhỏ người, tròng mắt đều là kinh hãi. Bởi vì bọn họ biết, tỉnh Chiết Giang Chu gia và hơn 10 vị cường giả có liên hệ mật thiết. Thậm chí có một vị Hoa Hạ tông sư bảng trước 20 tồn tại, năm đó tự mình tới Chu gia, mời Chu gia lão gia tử đúc kiếm. Nếu như nói trên trận có tư cách và Đường Ngạo nói điều kiện, chỉ có Chu gia. Đường Ngạo con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói, ta không hiểu, các người Chu gia tại sao phải đảm bảo người này. Hắn giọng có chút kiêng kỵ và lạnh như băng. Chu Nhã cười một tiếng, con ngươi như thu thủy vậy, nhìn về phía cách đó không xa chàng trai, trả lời, bởi vì trên người hắn có Chu gia ta đồ mong muốn, đáng chúng ta làm như vậy. Nếu như ngươi động hắn, suy tính một chút Chu gia ta sau lưng đồ, đừng bởi vì ham muốn cá nhân, phá hủy mình thật tốt tiền đồ và tu vi. Cái này sau một câu nói hiển nhiên là uy hiếp. Đến từ của Chu gia uy hiếp. Giờ khắc này, Đường Ngạo sắc mặt khá làm khó xem. Nói xong, Chu Nhã yêu nhã cất bước, đi tới Diệp Thần trước mặt, nói ta bây giờ mang ngươi an toàn rời đi, ngươi đem vậy kiểu đồ cho ta, giao dịch này không quá phận đi. Nàng chắc chắn Diệp Thần không có lựa chọn. Dưới mắt Chu gia là duy nhất có thể cứu hắn rơm rạ. Chỉ cần người có chút đầu óc cũng sẽ không cự tuyệt. Mặc dù đắc tội Đường Ngạo, nhưng là có thể được phá hiên kiếm là được. Liền tại tất cả người cho rằng Diệp Thần sẽ theo Chu Nhã lúc đi, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Chuyện ta, không cần ngươi Chu gia ra tay. Nói chuyện chính là Diệp Thần. Chu Nhã bối rối. Đường Ngạo vậy bối rối. Dưới đài lâm vào như chết yên lặng. Một đôi ánh mắt chỉ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nghi ngờ, kinh hãi, mơ hồ. Diệp Thần lại cự tuyệt. Hắn điên rồi sao? Liền duy nhất con đường sống cũng không cần. Người chết rồi, thứ gì cũng không có à? Chu Nhã tỉnh hồn lại, chất vấn, Diệp Thần, người tốt nhất dùng đầu óc một chút, làm biết mình đang làm những gì. Người cảm giác được mình có tư cách từ nơi này năm người trong tay sống sót. Đừng có nằm mộng. Diệp Thần nhìn lướt qua Chu Nhã, nhàn nhạt nói, ta nhớ ta nói qua, ngươi Chu gia ở ta trong mắt không đáng giá một đồng, ta cũng không cần các ngươi che chở, tránh ra. Chu Vấn Thiên nghe được Diệp Thần lại đối với Chu Nhã dùng loại thái độ này nói chuyện, ngay tức thì nổi tiếng, mới vừa muốn xông tới, bị Chu Nhã ngăn cản. Chúng ta hồi vị trí đi, ta ngày hôm nay ngược lại là phải xem, có vài người là như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Chu Nhã và Chu Vấn Thiên trực tiếp về đến mình vị trí, sắc mặt tái xanh. Cực kỳ không vui. Đối với loại này người không biết điều, chết không có gì đáng tiếc. Trên đài, Đường Ngạo cười, vốn là ta còn kiêng kỵ Chu gia mấy phần, bây giờ chính ngươi cự tuyệt đối phương ý tốt, đang hợp ý ta. Chờ chết đi. Người này thực lực rất mạnh, các người bốn người vừa động thủ một cái bắt lại. Chặn kỳ cốt, đưa đến ta tới trước mặt. Ta muốn đích thân vặn gãy hắn đầu lâu. Để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng. Vậy bốn vị cao cấp tông sư gật đầu một cái, trực tiếp tại chỗ hóa là tàn ảnh. Hướng Diệp Thần nhào tới. Tốc độ này, chớp mắt liền trực tiếp xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đổi quyền thành chảo, hung hãn trừ hướng Diệp Thần chỗ hiểm. Mắt xem thì phải rơi xuống, Diệp Thần dưới chân thương long huyễn thân quyết phun trào, tránh ra bốn người công kích. Đồng thời một quyền mang theo chân khí cuồn cuộn, đập ra ngoài. Phu Trấn cảm thấy không đúng, thân thể vội vàng lui về phía sau, tránh ra một kích. Nhưng là quỷ dị hơn chuyện xuất hiện. Diệp Thần lại xuất hiện ở hắn sau lưng. Một quyền đánh ra, khí thế hung ác, từng cơn không bảo. Hắn ra chiêu nếu như tia chớp, mang một cổ chưa từng có từ trước đến nay tình thế, chiêu thức thay đổi nhanh chóng, ác liệt vô cùng.
bất kỳ một chiêu, cũng hiện ra hết ý định giết người. Vu Trấn có chút bối rối. Vốn cho là bốn người một chiêu dưới là có thể bắt lại người này. Có thể dưới mắt, bốn người lại liền người này vạt áo cũng không đụng tới. Đây là cái gì thân pháp? Vu Trấn mắt coi quyền đầu muốn rơi xuống, theo bản năng đem hết thảy lực lượng hội tụ tại trên cánh tay phải. Đánh ra. So lực lượng, hắn nhưng cho tới bây giờ không có thua qua. Bành. Hai món đợt khí tựa như bỗng nhiên va chạm, nặng nề tiếng va chạm truyền tới. Vu Trấn chỉ cảm thấy một cổ kinh người lực đạo theo cánh tay lan tràn tới, hắn muốn ổn định thân hình, căn bản không có thể. Cả người bị ném bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Thần một bước bước ra, thoát khỏi ba người trói buộc, đi tới bay ra ngoài Vu Trấn trước mặt. Một quyền lăng không trung đập vào đối phương trên ngực. Trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi lại là đem vách tường nhuộm đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Tỉnh Chiết Giang một vị cao cấp tông sư lúc này chết. Một màn này, đánh thẳng vào tầm mắt mọi người. Vốn cho là Diệp Thần cục hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng mấy giây ngắn ngủi, Diệp Thần đã chém giết một vị cao cấp tông sư. Chu Nhã hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, trong con ngươi xinh đẹp tất cả đều là nghi hoặc. Nàng phát hiện Diệp Thần thực lực so nàng tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần cả người tản ra hung ác vẻ, hắn một bước rậm ở vách tường trên, đầu gối cong. Bỗng nhiên bùng nổ. Trong tay xuất hiện một chuôi kiếm gãy. Chính là Trảm Long kiếm. Hắn thân thể cấp tốc hướng còn dư lại ba người đi. Vậy ba người ý thức được chuyện nghiêm trọng, cũng là rối rít móc ra vũ khí, vừa định phản kích. Diệp Thần đã xuất hiện ở Vương Chính Dương trước mặt, không có chút nào lưu tình, vẻ hàn quang thoáng qua. Trảm Long kiếm sát khí và linh khí đồng thời bùng nổ, Vương Chính Dương vũ khí trực tiếp đánh gãy. Không chỉ như vậy, hắn cổ lại xuất hiện một màn máu đỏ. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, nhưng phát hiện đã không có tư cách. Đầu lâu trực tiếp chặt đứt. Một chiêu cũng thật không qua. Trong nháy mắt giết tông sư. Trời ạ! Toàn bộ phòng yến hội tất cả mọi người hô hấp cũng bình ở. Thấy cảnh tượng này, bọn họ căn bản không dám hô hấp à. Chu Nhã, Chu Vấn Thiên, Chu Chính Đức, Hạ Hoàng Nghiệp, từng cái thân thể run rẩy. Trên mặt tất cả đều là rung động, sợ hãi, không tưởng tượng nổi vẻ. Diệp Thần quá mạnh mẽ. Mạnh để cho người tức lộn ruột. Những thứ này cũng không phải là giống vậy võ giả, mà là Tỉnh Chiết Giang cao cấp tông sư à. Hoa Hạ tông sư bảng 200 tên tả hữu tồn tại. Nhưng là ở Diệp Thần trên tay, tại sao có thể có một loại giết người như giết gà ảo giác? Giống như tông sư số mệnh ở Diệp Thần trong mắt, không đáng giá một đồng. Diệp Thần chút nào bỏ mặc người khác làm sao xem, giết hai vị tông sư sau đó, hắn lần nữa hướng còn dư lại Khâu Lão và Vạn Phong phá đi. Hắn vốn định giết Đường Ngạo một người. Nếu đám người này đứng ở Đường Ngạo bên người, vậy cũng đưa bọn họ lên suối vàng đi. Người trong thiên hạ như phụ hắn Diệp Thần, như thế nào, giết sạch chính là. Diệp Thần đem hung ác, giết hại, chết phóng thích đến mức tận cùng. Nếu như có người chú ý, nhất định có thể phát hiện Diệp Thần quanh thân thật giống như bàn vòng quanh một cái huyết long hư ảnh. Đây là hắn từ chết trong đống bỏ ra làm chứng. Không có ai biết hắn ở Côn Lôn hư trải qua cái gì. Vậy đã từng là ác mộng của hắn. Mà bây giờ, đây là hắn địch nhân mộng yểm. Vạn Phong Phá và Khâu Lão hoàn toàn bị Diệp Thần sát khí chấn nhiếp. Bọn họ tù võ nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua loại này tồn tại. Mấu chốt đối phương thi triển hai chiêu liền giết hai vị tông sư à. Không thể nương tay, giết. Vạn Phong Phá tức giận nói. Dứt lời, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng Diệp Thần đi. Khâu Lão trong tay cũng là xuất hiện trường tiên, một roi hướng Diệp Thần đập tới. Kiếm ý ngưng sát, trường kiếm mang kiếm khí bén nhọn hướng Diệp Thần đầu bổ ngang. Thấy cái này hay đánh, Diệp Thần không chút nào lui dự định. Một cái né người, tấn mãnh kiếm ý vừa vặn từ hắn bên người vạch qua, da thịt có thể rõ ràng cảm nhận được vậy thấy lạnh cả người. Đồng thời Diệp Thần đưa ra năm ngón tay, nắm thật chặt cây kia đâm đầu vào trường tiên. Tới, Diệp Thần không có chút nào dừng lại, một tiếng gầm nhẹ, chân khí ngưng tụ. Trực tiếp mãnh kéo tới.
Lực lượng cuồng bạo từ trường tiên trong kéo dài, Khâu Lão sắc mặt đại biến, vừa định buông tay, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn thân thể trực tiếp hướng Diệp Thần bên này bay đi. Chết! Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm xé không khí, thô bạo 10 phần. Kiếm pháp mở toang ra đại hợp, hổ hổ sinh gió, bóng kiếm đầy trời, khí lạnh bức người. Khâu Lão chỉ cảm thấy vô số đạo bóng kiếm rơi vào hắn trên mình. Hắn vốn định né tránh, nhưng phát hiện căn bản không có tư cách. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, dư quang đảo qua, phát hiện hắn trên mình đều là sâu đậm chỗ rách. Huyết dịch tiệm nhiễm, trực tiếp ngã xuống đất. Trên trận chỉ còn lại Vạn Phong Phá một người. Đường Ngạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này Diệp Thần rốt cuộc là cái gì dị loại, cái này trình độ kinh khủng đã ở hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Vô cùng kinh người. Hắn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp giận dữ hét, Vạn Phong Phá, người này rất khó giải quyết, người ta liên hiệp chém chết. Hắn Đường Ngạo luống cuống. Thật luống cuống. Được. Hai người cơ hồ là trên trận thực lực mạnh nhất tồn tại. Mạnh mẽ kết hợp, là duy nhất chém chết Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần khóe miệng lộ ra lau một cái xâm nhiên nụ cười. Bước ra một bước. Đường Ngạo, ta sẽ để cho ngươi cái cuối cùng chết. Còn như bây giờ, đến phiên ngươi. Diệp Thần vậy ánh mắt lạnh như băng bắn về phía sông tới Vạn Phong Phá. Vạn Phong Phá kiếm ý chưa tới, khí lạnh tới trước, sát khí hiện ra hết. Phá kiếm là, đây là hắn một kích mạnh nhất. Chính là kiếm này ý, để cho hắn chém giết Hoa Hạ Tông Sư bảng 178 tên cường giả. Đoạt được hắn vị trí. Hắn có lòng tin, một kiếm này, thằng nhóc này không chết vậy tổn thương. Diệp Thần Trảm Long kiếm cầm ở lòng bàn tay, đan điền chân khí ngưng tụ, không ngừng đụng ở Trảm Long kiếm trên. Nhìn cướp được kiếm ý, hắn cười, cười vô cùng lớn tiếng. Ngay tại kiếm ý muốn chém rơi vào trên người hắn thời điểm, Diệp Thần một tiếng gầm lên, đánh đáng linh hồn, loại rác dưới này kiếm ý cũng dám lấy ra xấu hổ mất mặt, ta để cho ngươi xem nhìn cái gì mới là kiếm ý. Ta có một kiếm, có thể chém người trong thiên hạ. Đốt diệt chém, rơi. Diệp Thần trong tay Trảm Long kiếm bùng nổ. Một kiếm trực tiếp càn quét đi. Giờ khắc này, kiếm gãy tựa như bị vô hạn kéo dài, mang ra khỏi thật to hư ảnh. Dài đến 10 trượng, che trời xây, giống như phải đem đúng mảnh phòng yến hội hủy diệt vậy, khí thế bừng bừng. Cảm thụ vậy khí thế kinh khủng, Vạn Phong Phá sắc mặt chỉ có kinh hoàng. Hắn phá kiếm là trực tiếp bị vô tình vỡ ra tới. Không chỉ như vậy, một đạo kiếm ý hư ảnh chém xuống. Thật sự là trong truyền thuyết kiếm ý hư ảnh. Đây là kiếm tu mơ tưởng cầu mong kiếm kỹ à. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn sẽ có vật này? Tại sao? Kiếm ý hư ảnh ngang trời mà hàng. Rơi vào Vạn Phong Phá trên mình. Một tiếng vang thật lớn. Hoa Hạ Tông Sư bảng 178 tên Vạn Phong Phá trực tiếp nổ bể ra. Hóa là một đạo xương máu. Trong nháy mắt, tựa như núi lở đất mòn, toàn bộ phòng yến hội bắt đầu chấn động, bụi bậm đầy trời, kiếm ý hung hãn chém xuống mặt đất chính giữa. Làm cho lòng người sợ hãi. Nguyên bản muốn động thủ Đường Ngạo dừng chân lại, con người sâu đậm nhìn dưới mặt đất vậy đạo kiếm thật lớn vết. Kiếm này vết, giống như rãnh trời. Cái này phải kinh khủng dường nào lực lượng mới có thể làm được à? Giờ khắc này, hắn lại sinh ra nhỏ bé ý. Tựa như xa xa chàng trai chính là cao nhất thiên tôn. Hắn lấy cái gì đánh à? Hắn sợ hãi. Hắn sợ. Thật sợ. Đây là, dưới đài Chu Nhã nhìn vậy đạo mặt đất kinh khủng vết kiếm, ánh mắt hung hăng co quắp. Tựa như tung lên mọi thứ sóng biển. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm trong tay. Thanh kiếm này do Chu gia mạnh nhất một đời đúc kiếm đại sư chế tạo, rất mạnh. Nhưng là cũng không khả năng mạnh như thế ngoại hạng à. Huống chi vẫn là một cái kiếm gãy à, tất nhiên suy yếu mấy phần. Có thể bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Trọng yếu nhất không phải kiếm, mà là người. Đây mới là Diệp Thần lực lượng. Nàng vốn cho là phá hiên kiếm giá trị xa xa cao hơn Diệp Thần, cho nên mới vừa rồi dùng kiếm để trao đổi Diệp Thần số mệnh. Nhưng mà giờ phút này, nàng phát hiện mình gò má nóng hừng hực. Nàng sai rồi, sai ngoại hạng.
Gần đây nắm trong tay đại cục nàng tại sao đổi được như thế có mắt không tròng. Diệp Thần trên người giá trị coi như 100 đem Phá Hiên kiếm vậy kém hơn à. Nàng không nên bởi vì kiếm đắc tội Diệp Thần à. Không chỉ Chu Nhã, trên trận tất cả mọi người đều hóa đá. Ai cũng không nghĩ ra sự việc sẽ như vậy phát triển. Một kiếm này, đủ để phân ra thắng bại. Những cái kia cái gọi là võ đạo cường giả giờ phút này đơn giản là hoảng sợ tới cực điểm à. Diệp Thần thực lực, Hoa Hạ tông sư bảng trước 100 nói không chừng cũng có thể. Vậy làm sao đánh à? Nếu như Diệp Thần muốn giết sạch cái này phòng yến hội tất cả mọi người, không tốn sức chút nào. Bọn họ căn bản không có tư cách ngăn trở. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu cái này sát thần không muốn xuống tay tàn nhẫn à. Diệp Thần từng bước hướng Đường Ngạo đi tới, khi đi đến Đường Ngạo trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, Đường Ngạo, quỳ xuống. Lãnh cái chết. Nghe được cái này lời nói lạnh như băng, Đường Ngạo kịp phản ứng, thân thể rung một chút. Một cổ vô tận tức giận ở hắn trong lòng không ngừng ngưng tụ, lên men. Hắn đột nhiên nghĩ tới mình con trai thi thể. Thi thể không đầu. Hắn nhớ tới tỉnh Chiết Giang phát sinh hết thảy. Quyền lực của mình, mặt mũi của mình, trực tiếp tôn nghiêm, tất cả đều bị thằng nhóc này phá hủy. Nếu như ngày hôm nay Diệp Thần không chết, hắn Đường Ngạo còn có cái gì tư cách ở tỉnh Chiết Giang? Hắn không để ý tới cái gì. Bởi vì Diệp Thần phải chết. Mới vừa rồi kinh khủng kia một kiếm, bây giờ thằng nhóc này nhất định rất mệt mỏi. Nói không chừng đã hao hết sạch trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng. Bây giờ không giết còn đợi lúc nào. Đường Ngạo quát to một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực, cả người giống như báo săn mồi vậy hướng phía trước sông thẳng tới. Đồng thời, hai tay chồng lên, trường sấm gió động, không khí tựa như nổ vậy bộc phát ra oanh oanh thanh âm. Ngắn ngủi một giây, trường ảnh đầy trời, Đường Ngạo lại tiếp liền đánh ra mấy trăm trường. Ra tay bây giờ, toàn bộ phòng yến hội khí lưu đều rối loạn. Tựa như đều bị Đường Ngạo kéo theo. Có chút đến gần võ giả lại là sắc mặt tái nhợt, tựa như lâm vào chỗ chết. Đây là cái gì võ? Lực lượng này vậy quá kinh khủng đi. Đây mới thật sự là Đường hội trưởng, thằng nhóc kia chết chắc. Những cái kia tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội cường giả quả đấm cầm chặt, đang mong đợi cái gì? Trưởng trưởng chồng lên. Cuối cùng Đường Ngạo trước người tạo thành một cái ước chừng đếm nửa mét lớn trưởng ấn hướng Diệp Thần đánh tới. Một trưởng dưới, hữu tử vô sanh. Diệp Thần thu xong Trảm Long kiếm, năm ngón tay hoạt động mở, con người híp lại. Hắn trên mặt có chút bất ngờ, bởi vì cái này trưởng pháp không phải võ đạo giới, mà là tới từ Côn Lôn hư. Hắn thậm chí có thể cảm giác được giờ phút này Đường Ngạo trên mình phun trào ra một tia chân khí. Làm sao có thể? Cái này trăm trưởng phong tỏa hắn hết thảy. Nếu như bị đánh trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không dám xem thường, nhắm mắt lại, quyền sát tông chí cường một kích hiện lên đầu óc. Lăng sát trưởng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, một tia hàn mang từ trong con người bắn ra. Như lưỡi hái tử thần, như xương trắng chi sát. Đan điền chân khí toàn bộ ngưng tụ vào một trưởng trên. Chung quanh gió nổi lên. Khí thế cường đại trực tiếp tung bay vùng lân cận mấy cái bàn, đạo đạo vang dội. Diệp Thần một trường lộ ra, phá vỡ không khí. Và trong đó một trường đụng chạm. Nặng nề giao phong thanh lần nữa truyền tới. Từng đạo đợt khí tung lên, bùng nổ. Đi đôi với tiếng kêu thảm thiết, Đường Ngạo lại khạc ra một ngụm máu tươi, cả người lăng không trung bay ngược. Tựa như một tảng đá lớn ném ra, đập ở phía sau quan tài trên. Rắc rắc, nắp quan tài trực tiếp vỡ vụn. Đường Ngạo thân thể hung hãn đập ở bên trong. Thừa nhận cường đại lực trùng kích, hắn xương toàn bộ vỡ vụn. Toàn thân đều là máu tươi. Đường Ngạo thân thể hơi run rẩy, thử đứng lên, nhưng là nhưng căn bản không có thể. Hắn chỉ có thể mặc cho trong miệng máu tươi tràn ra, trong mắt một mảnh cho tàn và kinh hoàng. Đường Ngạo, đánh bại. Bại hoàn toàn. Giờ phút này. Phòng yến hội vậy cái quan tài, tựa như trở thành tất cả mọi người trong con ngươi sợ hãi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng. Trong quan tài không ngừng phun ra máu tươi. Bọn họ biết bên trong chính là Đường Ngạo à. Cái đó tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng.
dưới một người trên vạn người tồn tại à? Ai có thể nghĩ tới loại cấp bậc này tông sư cường giả lại có thể đánh bại? Hơn nữa bại bởi một cái mới tới tuổi 20 chàng trai. Đây là cái gì yêu nghiệt, coi như từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không khả năng như vậy khủng bố à? Chu Nhã lại cũng không có vậy vẻ mặt bình thản. Nàng khẽ nhếch miệng, lại là đưa ra nhỏ hết sức thêm trắng nõn tay che. Nàng tầm mắt quét về mấy cổ thi thể kia, cuối cùng gắt gao định cách ở quan tài trên. Ai có thể nghĩ tới những thứ này đều đang là Diệp Thần làm. Một người chém giết 5 vị tỉnh Chiết Giang cao cấp tông sư. Hơn nữa chém giết thủ đoạn nghiền ép cực kỳ. Năm đó Bách Lý Băng nói cho nàng Diệp Thần sự việc, nàng nhưng thật ra là bất tiết nhất cố. Ở nàng nhìn lại một cái xa suốt gia tộc tiểu tử có thể có cái gì bản lãnh. Nếu như không phải là Bách Lý Băng lại 3 lần nhắc nhở nàng không nên cùng Diệp Thần xích mích, nàng ban đầu cũng không biết mời Diệp Thần uống cà phê. Diệp Thần tính cách rất lạnh, nàng lấy vì thế người chẳng qua là một tòa băng sơn mà thôi. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng phát hiện mình đối với Diệp Thần biết rõ chính là một góc băng sơn. Không tới cuối cùng, căn bản không biết Diệp Thần đến tột cùng là thực lực gì. Mới vừa bùng nổ một kiếm, cùng với một quyền này, dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, có thể tiếp lấy có mấy cái. Một cái cũng không có. Tiểu thư, cái này Diệp Thần. Chu Vấn Thiên đột nhiên mở miệng nói. Chu Nhã tỉnh hồn lại, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vậy đạo lãnh ngạo bóng người, xuống một cái vô cùng kiên quyết quyết định. Bắt đầu từ bây giờ, Chu gia không tiếc bất cứ giá nào hướng người này tài nguyên nghiêng. Chờ một hồi lúc trở về từ trong mật thất đem vậy phá hiên kiếm vật liệu lấy ra, nếu Diệp Thần cần, chúng ta liền không điều kiện đưa cho người này. Chu Vấn Thiên nghe được Chu Nhã lại muốn đem phá hiên kiếm vật liệu cho Diệp Thần, sắc mặt có chút khó khăn xem. Tiểu thư, phá hiên kiếm vật liệu đối với chúng ta Chu gia mà nói nhưng mà... Không cần nói, Diệp Thần trên người giá trị đừng nói một cái phá hiên kiếm, coi như ban đầu luyện chế phá hiên kiếm vị kia vậy kém hơn. Chu Vấn Thiên diễn cảm hơn nữa cổ quái, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Diệp Thần hướng quan tài từng bước đi tới, hắn hai tay chắp sau lưng, trên cao nhìn xuống nhìn trong quan tài nằm Đường Ngạo. Cái này cái quan tài mua lớn nhỏ ngược lại là ngươi thật thích hợp. Hắn khóe miệng có lau một cái lạnh lẽo. Đường Ngạo con ngươi mặc dù tức giận, nhưng là hắn bây giờ cùng một tên phế nhân không việc gì khác biệt. Ta và ngươi không thù không oán, ngươi tại sao phải giết nhi tử ta, diệt ta Đường gia? Trong quan tài vang lên một đạo gầm thét. Diệp Thần con ngươi híp lại, ban đầu ta ở đài võ đạo chém giết viên Cảnh Phúc, ngươi hẳn cũng không định bỏ qua cho ta đi. Đối với bất kỳ người uy hiếp ta, ta cũng biết chém chết, còn như ngươi con trai chết, chẳng qua là không nhìn nổi mà thôi, 3 năm trước sự kiện kia ngươi chẳng lẽ quên. Ngươi nhi tử loại này cầm thú, thiên không chịu thu, ta Diệp Thần tự mình thu. Đường Ngạo lòng như cho tàn. Đúng rồi, ở ngươi trước khi chết, lại nói cho ngươi một cái bí mật, thật ra thì Mã Vĩ Kỳ là người ta. Nghe được câu này, Đường Ngạo ngay tức thì nghĩ tới điều gì. Lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua ở Diệp Thần trên tay. Mấu chốt đối phương đã sớm ở hắn bên người đặt vào tai mắt. Nhưng là Mã Vĩ Kỳ một mực trung thành Cảnh Cảnh, tại sao phải phản bội hắn đây? Xem ra ngươi nằm không phải rất thoải mái, vậy cho ngươi đổi một tư thế. Diệp Thần một cái tay vỗ vào quan tài trên. Quan tài ngay tức thì dựng lên, Đường Ngạo trực tiếp đối mặt tất cả mọi người. Ngày hôm nay, tới tỉnh Chiết Giang nửa người võ đạo giới, vừa vặn ngay trước những người này mặt chém chết Đường Ngạo. Cái này, chính là lập uy. Sau đó Diệp Thần bước chân đạp một cái, sau đó nhẹ nhàng móc một cái đao trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Ta nói qua để cho ngươi cái cuối cùng chết, tuyệt không nuốt lời. Hắn đem đao đặt ở Đường Ngạo trên cổ, sắc bén lóe lên. Mới vừa muốn động thủ. Bành! Cả người vang lớn, cửa trực tiếp bị đánh mở, cửa sắt vặn vẹo nứt ra, hơi thở cuồng bạo cuốn tới. Mười mấy vị ăn mặc đặc thù đồng phục người đàn ông vọt vào. Cục võ đạo Hoa Hạ, tất cả mọi người buông vũ khí xuống, ôm đầu ngồi xuống. Một giọng nói giống như lôi âm cuồn cuộn. Cầm đầu là một cái tiên phong đạo cốt ông già. Diệp Thần nhíu mày một cái, cục võ đạo Hoa Hạ.
Cái này vậy là cái gì ngành? Mà Đường Ngạo phản ứng hoàn toàn bất đồng, mặt hắn lên tràn ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, sư phụ. Sư phụ cứu ta. Lão kia người thấy trong quan tài Đường Ngạo, mặt liền biến sắc, vội vàng hướng Diệp Thần phẫn nộ quát, thằng nhóc, buông đao xuống. Hoa Hạ võ đạo giới hết thảy tranh chấp, cục võ đạo Hoa Hạ có ưu tiên xử lý quyền và quyền quyết định. Người vi phạm, chết. Uy hiếp trắng trợn. Diệp Thần con ngươi rửng rưng, không có buông xuống đao, nói, Hoa Hạ võ đạo giới. Thứ gì? Lão kia người không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể loại thái độ này, nổi giận nói, thằng nhóc, ngươi là đang khiêu chiến cục võ đạo Hoa Hạ ranh giới cuối cùng sao? Chu Nhã vội vàng đứng dậy, đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi mau buông đao xuống, cục võ đạo Hoa Hạ ở Hoa Hạ võ đạo biên giới tại cao cấp uy tín, bọn họ phụ trách quản lý toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới cường giả tội, phân xử, bị án, đặc thù án kiện. Tương tự với Hoa Hạ một ít tổ chức đặc thù Long Hồn, mặc dù hai người nghiệp vụ có trọng hợp, nhưng là nếu như liên quan đến người võ đạo giới và chuyện, cục võ đạo Hoa Hạ có ưu tiên xử lý quyền, người khác không thể can thiệp. Đây là lập quốc sơ kỳ liền quyết định. Ông già hướng thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, bây giờ ngươi hiểu chưa, ta biết ngươi và Đường Ngạo có tranh chấp, cái này chúng ta sẽ hướng phía trên bẩm báo, sau đó xử lý công bình, ngươi yên tâm. Đường Ngạo khóe miệng lộ ra một tia âm u nụ cười, Diệp Thần, ngươi căn bản không biết nghĩ đến ta còn chưa ra hết thực lực đi. À, Diệp Thần không có chút nào diễn cảm. Ông già không có quá nhiều kiên nhẫn, lặp lại, một lần cuối cùng, buông đao xuống. Nếu không dựa theo xử lý. Được rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, một giây kế tiếp, chân khí ngưng tụ, một đao rơi xuống. Không chút do dự. Cực kỳ quả quyết. Đao, đích xác bị hắn rút ra đi. Nhưng là kinh khủng đao khí trực tiếp ở Đường Ngạo cổ lao đi một vết đao hành động. Một tiếng. Đường Ngạo đầu lâu trực tiếp rơi trên mặt đất. Dữ tợn. Máu tươi tiệm nhiễm. Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo cười nhạt, muốn hắn thả qua Đường Ngạo. Tuyệt không thể nào. Đừng nói cái gì cục võ đạo Hoa Hạ, coi như Hoa Hạ số một vị kia tới khuyên hắn, cũng không khả năng. Giờ khắc này, toàn bộ phòng yến hội yên lặng tới cực điểm. Tất cả mọi người con ngươi trợn to nhìn Diệp Thần. Người điên. Triệt triệt để người điên. Liên cục võ đạo Hoa Hạ vậy không coi vào đâu. Chẳng lẽ Diệp Thần không hiểu bất kỳ Hoa Hạ cổ võ cường giả đều phải bị cục võ đạo trói buộc sao? Tên này muốn chọc nhiều người giận à? Nhìn một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, Diệp Thần cười một tiếng, bỏ lại trong tay đao, nhàn nhạt nói, chân thực ngại quá, chừa tay. Chừa tay. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thiếu chút nữa tức giận ném xuống đất. Tay trượt có thể vừa vặn chặt đứt Đường Ngạo đầu lâu. Tay trượt sẽ có kình khí chập chờn. Tay trượt làm sao bị ngươi nói như thế đường đường chính chính. Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, người mẹ hắn liền là cố ý. Vô số đạo ánh mắt rơi vào cục võ đạo Hoa Hạ trên người mấy người. Muốn xem bọn họ sẽ làm phản ứng gì, dẫu sao đây chính là trần chuồng đánh bọn họ mặt. Cầm đầu cái đó ông già thấy một màn này sắc mặt hoàn toàn tối. Hắn ở cục võ đạo Hoa Hạ đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, Đường Ngạo là hắn học trò. Mấy chục năm học trò. Thậm chí Đường Ngạo thành là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng cũng là hắn một tay cất nhắc lên. Thân như nhi tử. Nếu như không phải là tối ngày hôm qua Đường Ngạo điện thoại gọi cho hắn, hắn căn bản không có thể từ kinh thành chạy tới tỉnh Chiết Giang. Hắn vốn là định cho Đường Ngạo qua 60 đại thọ, kết quả bây giờ nhưng là âm dương cách nhau. Thậm chí hôn mắt nhìn mình học trò bị người chém chết, hắn còn không thể ra sức. Hắn nổi tiếng. Hoàn toàn nổi tiếng. Lạnh như băng con ngươi trực tiếp bắn về phía Diệp Thần, tức giận nói, ngươi dám khiêu chiến cục võ đạo Hoa Hạ, tốt. Rất tốt, ngươi là cái đầu tiên làm như vậy người tuổi trẻ, cũng sẽ là cái cuối cùng. Diệp Thần nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, ta nói bao nhiêu lần. Chừa tay mà thôi, ai biết thanh đao này nhanh như vậy đâu. Nếu không, ta đem nó đặt ở ngươi cổ thử một chút. Hắn thanh âm dần dần có một tia lạnh lùng. Diệp Thần rất rõ ràng, Đường Ngạo và cục võ đạo Hoa Hạ có một tầng quan hệ đặc thù, đám người này làm sao có thể công bình chấp pháp? Căn bản không có thể.
như hắn ngây ngốc chờ đám người này quyết định hết thảy, chỉ biết lãng phí thời gian. Ông già nhìn một cái người chung quanh, ra lệnh, Tiểu Chu, đem phòng yến hội người toàn bộ xua tan, cục võ đạo Hoa Hạ làm việc, không được có những người không có nhiệm vụ. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị những cái kia người cục võ đạo Hoa Hạ nhân viên mang đến bên ngoài. Bởi vì Thẩm Hải Hoa và Uông Thúc bọn họ còn có tổn thương, Diệp Thần trực tiếp để cho Mã Vĩ Kỳ phái mấy người mang tới phòng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lớn như vậy đại sảnh duy chỉ có một người không có đi, đó chính là Chu Nhã. Chu Nhã hướng Diệp Thần vội vàng đi tới, nhắc nhở, Diệp Thần, ta nghe Bách Lý Băng nói, ngươi mới vừa hồi Hoa Hạ, đối với Hoa Hạ một ít thế cục không phải rất rõ, cục võ đạo Hoa Hạ và tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hoàn toàn là hai cái khái niệm à, một cái là quốc gia trực thuộc cơ quan, một cái thuộc về dân gian đoàn thể. Ngươi đắc tội tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội có thể không có chuyện gì lớn. Nhưng là ngươi nếu như đắc tội cục võ đạo Hoa Hạ, tình huống thật rất nghiêm trọng. Đám người này tay cầm quyền lực, càng là có giết người bằng. Giết người cơ hồ có 100 loại phương pháp. Còn nữa, đám người này thực lực rất mạnh, mạnh đến ngươi không có tư cách dung chuyển. Chu Nhã đã làm xong và Diệp Thần thành lập chung một chiến tuyến dự định, nàng còn hy vọng Chu gia thông qua Diệp Thần mà thay đổi một ít thứ. Nhưng là nếu như Diệp Thần quá sớm chết hiểu, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được à. Đây cũng là nàng nhất bất ngờ vọng sự tình phát sinh. Nói xong, Diệp Thần nói. Chu Nhã ngẩn ra, gật đầu một cái, nói xong rồi. Vậy thì đi đi, chuyện ta sẽ xử lý, cục võ đạo Hoa Hạ còn không có tư cách để cho ta Diệp Thần hạ mình. Diệp Thần đốt một điếu thuốc, đối với Chu Nhã nói. Chu Nhã đang do dự lúc đó, đã có mấy vị người cục võ đạo Hoa Hạ tới. Nàng nhìn một cái Diệp Thần, thở dài một hơi, vậy hướng bên ngoài đi. Nếu thằng nhóc này như thế cao ngạo, nàng vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Rất nhanh, cửa đóng lại. Bầu không khí có chút quỷ dị. Diệp Thần tựa vào một mặt trên tường, rửng rưng như thường hút thuốc. Mà trước mặt hắn thì đứng mười mấy vị hơi thở kinh khủng cục võ đạo Hoa Hạ cường giả. Ông già nhìn một cái đường ngạo đầu lâu dữ tợn. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, cười lạnh nói, thật không biết ngươi như vậy không lo ngại gì sức là cái gì. Đột nhiên, hắn giọng đổi được cực kỳ cương quyết, nói, Diệp Thần, ngươi vi phạm điều thứ 9, chúng ta cục võ đạo Hoa Hạ có lý do đem ngươi tru diệt, ngươi còn có lời gì muốn nói. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bóp tắt trong tay khói, ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, nói, dừng bút. Những lời này có hài lòng không? Lời này vừa nói ra, những võ đạo này cục sắc mặt người đều tối. Lại có người dám trước mặt như thế làm nhục cục võ đạo Hoa Hạ. Không muốn sống nữa. Ông già tức giận cắn răng nghiến lợi, vung tay lên, bắt lại người này, trước đừng giết, rút ra nát vụn hắn miệng. Một giây kế tiếp, năm sáu đạo thân ảnh cấp tốc hướng Diệp Thần vào tới. Kinh khí cuốn lên, chung quanh từ trường đều giống như đột nhiên biến hóa. Diệp Thần kinh ngạc phát hiện thực lực của những người này coi như không tệ. Mấu chốt bọn họ bước chân lại là trận pháp thế đi. Cứ như vậy, cái này 6 người có thể đem lực lượng phát huy đến trình độ cao nhất. Diệp Thần không dám xem thường, trực tiếp xông vào trong đám người. Chiếm cứ chủ động mới là mấu chốt nhất. Trường ảnh đầy trời, kéo theo cuồng gió từng cơn, không ngừng đối oanh truyền tới từng cơn nặng nề tiếng nổ. Từng đạo đợt khí hướng 4 phương 8 hướng lan truyền ra. Đợt khí chỗ đi qua, chung quanh bàn lại trực tiếp nổ. 6 người kia càng phát ra cảm giác được áp lực. Mấu chốt không biết tại sao, bọn họ rất khó chạm tới Diệp Thần à. Thật có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Có thể gặp tiểu tử này thực lực quả thật không bình thường. Nghe nói các người muốn rút ra nát vụn ta miệng. Diệp Thần thanh âm đột nhiên ở một cái trong đó người đàn ông vang lên bên tai. Người đàn ông kia cả kinh, kinh khí ngưng tụ vào hai quả đấm, trực tiếp đánh ra. Nhưng là đã muộn. Diệp Thần một cái tay giữ lại tay đối phương cổ tay. Rắc rắc, một tiếng trực tiếp vặn gãy. Lại là đem đối phương một cái tay khác gắt gao quấn quanh với nhau. Hết sức vặn vẹo. Người đàn ông kia thống khổ hống kêu lên. Một giây kế tiếp. Một đạo trưởng gió từ bên tai hắn đánh tới. Bót!
một cái tát bỗng nhiên rơi xuống. Cường đại lực lượng, trực tiếp đem người đàn ông kia quạt bay. Nửa bên mặt gò má cũng sưng lên. Mấy người còn lại ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đen liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bót, 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 trường gió nổ âm, mang ra khỏi từng đạo hư ảnh, che trời xây, để cho người khó mà nhận kết quả vậy một đạo mới là thực chất tồn tại. Thanh thúy trường quạc tiếng vang khắp ở toàn bộ phòng yến hội. Giống như đứa bé thả tiếng pháo vậy. Mấy giây sau đó, trên đất nằm lục đạo câu xúc thân thể. Bọn họ toàn bộ bị Diệp Thần một cái tát trên đất. Từng đạo rên rỉ làm cho cả phòng yến hội tựa như diễn ra khúc giao hưởng. Mà giờ khắc này, thấy một màn này, ông già trầm mặc. Sau lưng hắn những cái kia người cục võ đạo hoa hạ toàn đều trầm mặc. Tất cả mọi người đều giữ vững vậy một phần yên lặng trợn to hai mắt cẩn thận nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hoạt động mấy cái ngón tay, ánh mắt bắn đi ra ngoài. Như địa ngục chỗ sâu giết hại mắt. Người gặp lòng rung động, run rẩy, sợ hãi. Còn có ai muốn đem mặt đưa tới cho ta rút ra? Giờ khắc này, trên trận không có người nói chuyện. Bọn họ nào dám nói chuyện à? Hoa hạ, có ai dám như thế rút ra cục võ đạo hoa hạ mặt à? Gặp bầu không khí không đúng, cái đó ông già bước ra một bước. Uy hiếp nói, thằng nhóc, người động người cục võ đạo hoa hạ, người đã bước lên không đường về, người thực lực còn không đáng ta ra tay. Một khi ta ra tay, người có thể liền một hơi thở cũng không sống nổi. Cho nên quỳ xuống, chờ chết. Ở hắn xem ra, Diệp Thần bất quá là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, chỉ biết khiến cho điểm hạng thấp kém mưu kế mà thôi. Nếu như mình ra tay, một phút cũng không cần là có thể tùy tiện chém chết. Diệp Thần con người đông lại một cái, ý định giết người phóng thích mở. Người mẹ hắn là thứ gì nên quỳ xuống hẳn là ngươi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần bước ra một bước, phòng yến hội thật giống như truyền đến một đạo động đất, hắn thân thể như mãnh hổ xuống núi vậy. Thương Long huyễn thân quyết bị phát huy đến trình độ cao nhất, liên tục chớp động, lôi ra một mảnh hư ảnh. Hắn không chút do dự một quyền nện xuống. Ánh đỏ chớp động. Ý định giết người bùng nổ. Đối với Diệp Thần, ông già cũng không dám xem thường, thân thể hướng phía sau thối lui. Một đạo cực kỳ kinh khủng quả đấm từ bên người mình nhanh chóng lướt qua, vạch qua da thịt, mang đến một hồi làm đau cảm giác, quyền gió ác liệt vô cùng. Làm hắn lui đến an toàn đất, kinh khí đột nhiên biến hóa, ngược lại bước về phía trước một bước, sau đó giống vậy một quyền đập tới. Một quyền này bất ngờ không kịp đề phòng. Mà lại mang dễ như bỡn lực, làm cho lòng người sợ hãi. Bành! Hai quyền chỉ như vậy tiếp xúc với nhau, ông già khóe miệng lộ ra lau một cái giữ tợn nụ cười. Nhóc xác rưởi, quên nói cho ngươi, ta cả đời chỉ tu luyện quyền kỹ, và ta đối quyền người đều chết hết. Hắn tựa như đã thấy được Diệp Thần cổ tay gãy, toàn thân máu thịt bộc phát ra. Cục hẳn phải chết. Hai cổ năng lượng tùy ý tăng vọt, trong nháy mắt. Đưa tới hai cổ toàn phong ở phòng yến hội trên tàn phá. Cuồng bạo năng lượng không ngừng va chạm, thậm chí có thanh âm bén nhọn truyền tới. Diệp Thần ngược lại là đối với ông già coi trọng mấy phần, chỉ một quyền này ngưng tụ lực lượng lại so Đường Ngạo mạnh hơn. Không chỉ như vậy, quyền ý trong lại mang một cổ nóng bỏng cảm giác. Nhưng là đáng tiếc, Diệp Thần đứng sau lưng một vị quyền sát tông cao cấp cường giả La Vân Thiên. Quyền sát tông. Lấy quyền nhập đảo, lấy sát giết người. Bàn về quyền pháp, bàn về lực lượng, bàn về sát khí, hoa hạ ai dám địch. Diệp Thần khóe miệng phát họa dậy một đạo cười nhạt, cảm thụ hai cánh tay ẩn chứa lực lượng, gương mặt trở nên có chút dữ tợn. Và ngươi đối quyền người đều chết hết, đó là bởi vì ngươi không có đụng gặp ta mà thôi. Phá! Ngay tức thì, tựa như thực chất vậy, trong không khí bộc phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng gầm gừ. Hoảng như mãnh hổ xuống núi. Diệp Thần hai quả đấm thật giống như tay cầm một đoàn sát khí ngút trời. Sát khí này xông phá hết thảy, xuyên thấu ông lão quyền phải. Rắc rắc, một tiếng, ông lão tay phải lại trực tiếp gãy lìa. Hắn nguyên bản cao ngạo con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại kiêng kỵ và sợ hãi. Mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác được mình thật giống như đối mặt là một tòa núi to. Không cách nào vượt qua núi to. Chỉ cần đối phương muốn,
hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người của lão giả bị đánh bay. Vô cùng bá đạo oanh bay. Bành! Hắn thân thể hung hãn đụng vào phòng yến hội trên màn ảnh lớn. Màn ảnh vỡ vụn, vang lên một đạo tiếp theo một đạo sao hỏa. Bất quá ông già rất nhanh liền đứng lên, con ngươi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hắn căn bản không nghĩ tới người này thực lực quỷ dị như vậy à. Mấu chốt đối phương hơi thở và lực lượng đều cùng hắn tiếp xúc những cường giả kia không giống nhau. Không do dự nữa, ông già cầm ra một cái điện thoại di động, trực tiếp đè xuống một cái kiện. Mới vừa đè xuống, một cái bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đao gió bắn ra, điện thoại di động hắn bốc lên sao hỏa, hoàn toàn báo hư. Đồng thời, một trường cấp tốc hướng mặt hắn gò má rơi xuống. Bót! Một cái tát trực tiếp quất vào trên mặt lão giả. Ông già trực tiếp té ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm tỉnh hồn lại, ông già cơ hồ muốn điên. Sỉ nhục! Khó mà hình dung sỉ nhục, ai có thể nghĩ tới lại còn có người dám phiến mình. Mấu chốt một tát này trực tiếp đem hắn tôn nghiêm vô tình trà đạp à. Một khắc sau, ông già chợt đứng dậy, trong tay xuất hiện một cây đoạn kiếm xé không khí, mang chết hơi thở. Cho ta chết, cho ta chết. Ông già giờ phút này giống như mất đi lý trí vậy, từng kiếm một đánh xuống. Không khí chung quanh và từ trường cuồng bạo mở. Mỗi một kiếm đều có một cổ vô cùng lực lượng mạnh ở trong không khí chấn động. Cục võ đạo hoa hạ, cũng không quá như vậy. Diệp Thần khóe miệng có lau một cái là nụ cười máu. Trong tay hắn xuất hiện Trảm Long kiếm. Không chút do dự, một kiếm cách không đánh xuống. Một đạo đỏ thấm kiếm mang tựa như xuyên thấu hết thảy, ông già kiếm trong tay chặn. Triệt triệt để chặn. Không chỉ như vậy, ngực của lão giả lại xuất hiện một dấu máu. Máu tươi không ngừng rỉ ra. Diệp Thần. Ông già một tiếng giống giận, liền vội vàng che ngực máu tươi, hắn trong mắt có vô tận bực bội. Hắn hận không được hút khô Diệp Thần trên người máu tươi. Nhưng là thời khắc này hắn không có tư cách à. Hắn ở cục võ đạo hoa hạ mặc dù địa vị không cao, nhưng là cũng không có ai dám như thế đối đãi hắn à. Diệp Thần trong mắt hiện lên sát ý, lãnh đạm giọng vang khắp phòng yến hội, chọc ta người, chết. Trảm Long kiếm rơi xuống, bạo ngược hơi thở tràn ra đi, quét qua khắp khu vực, mang theo đầy trời bụi đất. Mắt xem kiếm ý thì phải rơi xuống, một cái bóng đen lại thủng cửa, cấp tốc cướp tới, chắn trước mặt của lão giả, đồng thời cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Gió ngừng, Diệp Thần một kích lại có thể biến mất. Dễ như trở bàn tay biến mất. Diệp Thần trong mắt thoáng qua một đạo bất ngờ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lão giả người đàn ông kia. Cánh tay của người đàn ông lên còn mang mấy cái mới mẻ vết máu, ngưng kết máu vẩy, có thể gặp hắn trước mới đi qua một tràng kịch liệt chiến đấu. Diệp Thần thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn thân ở vậy một cổ cuồng dã hơi thở. Đối phương rất mạnh. Chỉ một khí tức trên người, bàn về cảnh giới tu luyện mà nói, chỉ ít so mình cao hai đứa nhỏ cảnh giới. Đây chẳng lẽ là Hoa Hạ Tông sư bảng trước trăm vị một trong cường giả? Ông già thấy người đàn ông xuất hiện, thở dài một hơi, vội vàng nói, Phương Tông Sư, cảm ơn ân cứu mạng. Nam tử không nói gì, lãnh đạm đến trình độ cao nhất, hắn nhìn lướt qua nằm trên đất những cái kia cục võ đạo người, mới đúng Diệp Thần nói, con kiến hôi, dựa vào mình tu vi lại dám động chúng ta người cục võ đạo Hoa Hạ, không biết sống chết. Ngày hôm nay, ta Phương Trung Tín thành toàn cho ngươi. Hổ khiếu quyền. Phương Trung Tín một tiếng gầm nhẹ. Toàn thân kình khí đột nhiên tuôn ra, hướng Diệp Thần đánh tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt bây giờ liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thậm chí thấy được một đầu do năng lượng ngưng kết mà thành mãnh hổ gầm thét hướng mình đối diện nhào tới. Một quyền lại ngưng tụ thành hư ảnh. Diệp Thần không dám chút nào lạnh nhạt, trong tay Trảm Long kiếm một chuyển, lăng liệt kiếm ý thủng vậy đạo lực tính. Bành! Hai cổ năng lượng làm bạn. Diệp Thần chợt lui về phía sau 6 bước. Mà Phương Trung Tín thì lui về phía sau 3 bước. Một chiêu dưới, Diệp Thần lại sinh ra một tia hoàn cảnh xấu. Phương Trung Tín trong mắt vậy xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, hắn khóe miệng xuất hiện một màn nụ cười, có thể ở ta hổ khiếu quyền trong không ngã xuống đất, ngươi là cái thứ 9. Nếu như lại cho ngươi 10 năm tu võ thời gian,
có lẽ ngươi có thể vượt qua ta nói không chừng. Nhưng là đáng tiếc, ngươi đắc tội cục võ đạo Hoa Hạ, ngươi căn bản không sống qua 10 năm. Hôm nay hẳn phải chết. Sát cơ lạnh như băng phong tỏa Diệp Thần. Phương Trung Tín mới vừa muốn động thủ, bèng, một tiếng súng vang rung động toàn bộ phòng yến hội. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí đột nhiên đình trệ. Phương Trung Tín nhướng mày một cái, có chút không vui, tầm mắt rơi hướng cửa phương hướng, chỉ gặp mười mấy người tràn vào đi vào. Mấu chốt một người trong đó vũ khí trong tay thẳng ngay hắn. Đây không phải là vũ khí giống vậy, là Hoa Hạ Long Hồn nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào cổ võ giả tồn tại. Diệp Thần tự nhiên vậy chú ý tới những người này, để cho hắn bất ngờ lại là Long Hồn. Cầm đầu hai người chính là Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình. Lôi Thụ Vĩ nhìn một cái Diệp Thần và Phương Trung Tín, con người có chút nặng nề. Long Hồn vốn không muốn nhúng tay chuyện này, dẫu sao đây là Diệp Thần ân oán cá nhân, nhưng là cục võ đạo Hoa Hạ xuất hiện, nếu như Long Hồn lại không đứng ra, Diệp Thần thì phiền toái. Phương Trung Tín thu hồi trên người khí thế, lãnh mâu nhìn lướt qua Lôi Thụ Vĩ, chất vấn, Lôi Thụ Vĩ, người mẹ hắn đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, bất kỳ liên quan đến võ đạo giới sự việc, cục võ đạo Hoa Hạ có ưu tiên xử lý quyền sao? Vẫn là nói, người mẹ hắn chán sống. Lôi Thụ Vĩ mặc dù thực lực địch bất quá đối phương, nhưng là không chút nào thế yếu, một bước bước ra, nói chuyện này quan hệ đến các người cục võ đạo Hoa Hạ, vậy quan hệ đến chúng ta Hoa Hạ Long Hồn. Phương Trung Tín ngẩn ra, kỳ quái nói, quan các người Long Hồn cái gì dám chuyện? Lôi Thụ Vĩ nhìn một cái Diệp Thần, nói, Diệp tiên sinh là chúng ta Long Hồn tổng giáo quan, người nói quan không đóng chúng ta Long Hồn sự việc. Người nếu dám động Long Hồn tổng giáo quan một chút, ta bảo đảm, Long Hồn lửa giận cũng không phải các người có thể tiếp nhận. Nghe nói như vậy tiếng nói, Phương Trung Tín và sau lưng hắn ông già đều ngơ ngẩn. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt chừng lớn tới cực điểm. Thằng nhóc này lại là Hoa Hạ Long Hồn giáo quan. Còn mẹ hắn không phải giống vậy giáo quan, tổng giáo quan. T. Hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì cục võ đạo Hoa Hạ và Hoa Hạ Long Hồn, cái này hai cái tổ chức cơ hồ là đặt song song. Bọn họ rõ ràng Long Hồn một ít chuyện tình. Nếu như muốn thành là Long Hồn tổng giáo quan, thì nhất định phải đạt được Hoa Hạ số một vị kia phê chuẩn. Nói cách khác, Diệp Thần đứng sau lưng không phải Long Hồn, mà là Hoa Hạ số một vị kia. Cái này không do phải nhường bọn họ kiêng kỵ. Phương Trung Tín con ngươi lóe lên một tia âm ngoan, đối với Lôi Thụ Vĩ nói, Long Hồn thật muốn đảm bảo hắn. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đảm bảo hắn, thì đồng nghĩa với Long Hồn và cục võ đạo đem thế bất lưỡng lập. Sau này các người Long Hồn xuất hiện bất kỳ khó giải quyết vụ án, chúng ta cục võ đạo cũng không thể và các người hợp tác. Các người sẽ tổn thất rất nhiều Long Hồn cường giả, thậm chí lưng đeo tội danh. Nói không chừng ngươi ở vị trí này lên cũng không có mấy ngày. Những thứ này ngươi cũng cân nhắc qua sao? Vì một tên tiểu tử thúi, đáng các người Long Hồn làm như vậy sao? Lôi Thụ Vĩ không nói gì. Đây cũng chính là hắn lo lắng nhất địa phương. Những năm gần đây, Hoa Hạ Long Hồn và cục võ đạo Hoa Hạ vẫn là quan hệ hợp tác. Rất nhiều nhiệm vụ đặc thù cũng biết đi cục võ đạo Hoa Hạ mời người hỗ trợ. Lần này nếu quả thật xé rách mặt, sau lưng mất đi quá nhiều thứ. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, sau khi phát hiện người trong mắt rất là rửng rưng. Lạnh nhạt sau lưng là cường đại tự tin. Giống như mình không xuất hiện, Phương Trung Tín hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu trong video nội dung. Hắn khẽ cắn răng, không nghĩ nhiều nữa. Gần từng chữ, Hoa Hạ có hắn, bách chiến không sợ. Ngày hôm nay, người bất kỳ cũng đừng nghĩ động Long Hồn tổng giáo quan Diệp Thần. Phương Trung Tín gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Thụ Vĩ mấy giây, tức giận ngực đều phải nổ bể ra. Tại sao? Hoa Hạ Long Hồn lại vì thằng nhóc này bỏ và cục võ đạo Hoa Hạ quan hệ. Chẳng lẽ thằng nhóc này so cục võ đạo Hoa Hạ còn trọng yếu hơn sao? Thật không biết Lôi Thụ Vĩ là nghĩ như thế nào. Nhưng là Long Hồn nếu muốn đảm bảo thằng nhóc này, hắn muốn chém chết người này căn bản không có thể. Hắn một phất ống tay áo, đối với Lôi Thụ Vĩ mắng, Lôi Thụ Vĩ, ngươi chờ. Chúng ta đi. Nói xong, hắn liền mang theo những cái kia bị thương cục võ đạo Hoa Hạ cường giả hướng bên ngoài đi.
Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Ta có để cho ngươi đi sao? Phương Trung Tín thân thể cứng ngắc, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn chợt quay đầu, lạnh như băng con người bắn về phía thanh âm ngọn nguồn. Chính là Diệp Thần. Con mẹ nó, mình cũng thả qua tiểu tử này, thằng nhóc này chẳng lẽ một lòng muốn chết sao? Lôi Thụ Vĩ cũng là điên rồi. Hắn đây rõ ràng là tới giúp Diệp Thần à, thậm chí đánh cuộc liền long hồn tiền đồ. Diệp Thần lúc này đang làm cái gì quỷ? Diệp tiên sinh, Lôi Thụ Vĩ mới vừa muốn khuyên, liền thấy Diệp Thần ra dấu một cái. Hiển nhiên là để cho hắn đừng nói chuyện. Phương Trung Tín nhìn Diệp Thần, ý định giết người phóng thích, nếu như không có long hồn, người đã sớm là một cổ thi thể, đừng được voi đòi tiên. Diệp Thần cười một tiếng, nói, nếu như vậy, 5 ngày sau đó, tỉnh Chiết Giang đài võ đạo, sống chết đánh một trận, người có bằng lòng tiếp nhận. Trận chiến này không liên quan long hồn và cục võ đạo Hoa Hạ, ước chừng người ta. Dĩ nhiên, nếu như người kinh sợ giống như con chó, liền làm ta không có nói qua. Đây cũng là Diệp Thần nghĩ cặn kẽ sau kết quả. Từ mới vừa rồi một kích tới xem, Phương Trung Tín so hắn cao 2 đứa nhỏ cảnh giới, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng nếu như cái này không là thực lực chân chính của đối phương, vậy thì khó giải quyết. Hắn dĩ nhiên có thể vận dụng luân hồi mộ địa lực lượng, tòa thứ 2 mộ bia cường giả có thể dẫn động. Nhưng là dùng để đối phó cái này Phương Trung Tín thật sự là dùng không đúng chỗ. Dưới mắt, 5 ngày thời gian, đủ để cho hắn đột phá cảnh giới, đến lúc đó nghiền ép Phương Trung Tín, đủ. Tại chỗ những cái kia long hồn người nghe được Diệp Thần muốn khiêu chiến Phương Trung Tín, cũng cho rằng hắn điên rồi. Phương Trung Tín thực lực gì à, long hồn không tiếc bất cứ giá nào cứu ngươi, ngươi lại vẫn đi tìm đối phương phiền toái. Cái này cùng châu chấu đá xe có cái gì khác biệt? Giờ khắc này, Phương Trung Tín cười, không chút kiêng kỵ cười. Hắn nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, nhàn nhạt nói, Lôi Thụ Vĩ, bây giờ ngươi làm sao cứu hắn? Lôi Thụ Vĩ thở dài một cái, nói, Phương Trung Tín, từ vào cửa một khắc kia, ta căn bản không dự định cứu Diệp tiên sinh, ta là ở cứu ngươi, lại là ở cứu sau lưng ngươi cục võ đạo Hoa Hạ. Phương Trung Tín nghe được câu này, càng phát ra buồn cười. Hắn và Diệp Thần thực lực sai biệt to lớn như vậy, còn cần hắn cứu. Buồn cười. Hắn hai tay chắp sau lưng, không để ý tới nữa Lôi Thụ Vĩ, mà là có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói, ngươi là cái đầu tiên dám khiêu chiến ta người tuổi trẻ, có ý tứ, thật biết điều. Nếu là ngươi tự tìm chết, vậy ta dĩ nhiên muốn thỏa mãn ngươi. 5 ngày sau đó, ta sẽ để cho ngươi cảm giác được sợ hãi và tuyệt vọng. Còn nữa, quên và ngươi nói, ta Phương Trung Tín ở Hoa Hạ Tông Sư Bảng, hạng thứ 99 tên. Ha ha ha! Đi đôi với tiếng cười dần dần rơi xuống, Phương Trung Tín và liên can người cục võ đạo Hoa Hạ rời đi. Chỉ còn lại phòng yến hội những cái kia long hồn người chố mắt nhìn nhau. Lôi Thụ Vĩ thật là mắng mẹ lòng đều có, hắn liền không hy vọng Diệp Thần chuyến cục võ đạo Hoa Hạ nước đục à. Kết quả thằng nhóc này hết lần này tới lần khác chính là cái loại đó ngạnh cha. Chọc phá trời mới mở lòng. Người ngoài không biết Diệp Thần thực lực chân chính, hắn biết à. Phương Trung Tín và Diệp Thần đánh một trận, Phương Trung Tín hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Phương Trung Tín vừa chết, Diệp Thần liền hoàn toàn đắc tội chết cục võ đạo Hoa Hạ à. Cái này cắm rễ tại kinh thành uy tín tổ chức muốn phải đối phó Diệp Thần dễ như trở bàn tay. Cái này còn mẹ hắn là một đầu quốc gia máy chiến đấu à. Bên trong cường giả từng cái theo yêu nghiệt tựa như. Diệp Thần đắc tội cục võ đạo Hoa Hạ thật phiền toái à. Hắn đi tới Diệp Thần bên người, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, chuyện này ngài thật lỗ mãng à, cục võ đạo Hoa Hạ tồn tại chính là chế ước và khống chế cổ võ giả, đắc tội bọn họ, Diệp tiên sinh sau này muốn ở Hoa Hạ võ đạo giới phối hợp cũng có chút phiền toái. Diệp Thần mặt không cảm giác lau chùi trong tay trảm long kiếm, nhàn nhạt nói, ta căn bản không dự định ở Hoa Hạ võ đạo giới phối hợp, huống chi. Ta đã ngay trước mặt của bọn họ chém giết Đường Ngạo, người cảm thấy đám người này có thể thả qua ta sao? Thà rụt rè e sợ, còn không bằng chủ động đánh ra. Lôi Thụ Vĩ á khẩu không trả lời được. Diệp Thần nói không sai, Đường Ngạo thành tựu tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp hội hội trưởng,
có thể nói là cục võ đạo Hoa Hạ nằm vùng ở tỉnh Chiết Giang một đạo lực lượng. Dùng để nắm trong tay tỉnh Chiết Giang. Bây giờ Đường Ngạo vừa chết, cục võ đạo Hoa Hạ muốn không trả thù cũng khó. Diệp Thần đem Trảm Long kiếm thu vào, nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ và Cần Phải Kình, chuyện lần này, Long Hồn giúp ta rất lớn bận bịu, hơn nữa đắc tội cục võ đạo Hoa Hạ, nếu như sau này các người có không giải quyết được sự việc, và ta nói chính là, phần nhân tình này coi như là ta thiếu các ngươi. Diệp Tiên Sinh, ngươi là Long Hồn Tổng Giáo Quan, bất kể như thế nào, chúng ta cũng biết không chút do dự đứng ở sau lưng ngươi, Long Hồn là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lôi Thụ Vĩ nghiêm túc nói. Hắn như thế dốc toàn lực, chính là đang chờ Diệp Thần nhân tình này. Biết. Diệp Thần đi ra bên ngoài, hắn chuẩn bị đi xem Thẩm Hải Hoa bọn họ. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn chỗ sâu. Tần gia mấy chục người đứng ở một tòa phong cách cổ xưa bên ngoài viện, lo lắng chờ đợi cái gì. Đầu người nhốn nháo, khá là nguy nga. Mỗi một người trên mặt viết đầy thành ý. Tần Chính Dương thương thế đã tốt lắm mấy phần, nhưng là cắn trả ý, để cho sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Bọn họ đã ở nơi này chờ ước chừng hơn một tuần lễ. Cửa chính của sân một mực đang đóng. Liền chưa mở qua. Bọn họ chờ cũng muốn sụp đổ. Ba, còn cần tiếp tục chờ tiếp sao? Tần Chính Dương mở miệng nói. Tần Phụ gật đầu một cái, nhìn cánh cửa kia, có vô cùng ngưng trọng. Đây là bọn họ Tần gia phá cuộc duy nhất phương thức. Thành là tỉnh Chiết Giang gia tộc cao cấp, không phải hắn mục tiêu, hắn muốn mang Tần gia, mang Tần Chính Dương bọn họ đạp ở Kinh Thành. Kinh Thành mới là Hoa Hạ võ đạo giới chiến trường chân chính. Được, Tần Chính Dương thở dài một cái, gật đầu một cái. Phụ thân quyết định từ không có bỏ lỡ, cho nên hắn vẫn là an tâm lại chờ mấy ngày. Lại qua mười mấy phút, đột nhiên, kẽo kẹt. Một tiếng, cửa mở ra. Những cái kia mặt mày ủ rột người Tần gia chợt đứng thẳng thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân vậy cánh cửa. Một cái người mặc trường bào ông già xuất hiện ở Tần gia tầm mắt mọi người trong. Ông già trong mắt bình thản, trên mình không có nửa điểm khí thế có thể nói. Hắn chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, nhưng cho người một loại cực mạnh uy nghiêm. Thậm chí sợ hãi. Tần Phụ liền vội vàng tiến lên một bước. Quỳ ở vậy trường bào trước mặt của lão giả, tại hạ Tần Khôn gặp qua tiền bối. Sau lưng hơn 10 vị Tần gia nhân viên nồng cốt toàn bộ quỳ xuống. Gặp qua tiền bối. Thanh âm tràn đầy cung kính. Trường bào ông già hai tay chắp sau lưng, đối với Tần Khôn nói, các người ở chúng ta chờ bên ngoài nhiều ngày như vậy là vì sao? Tần Khôn kích động nói, tiền bối, ta muốn mời ngài rời núi, trấn giữ ta Tần gia. Trường bào ông già lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người, hiển nhiên là đối với Tần gia không có hứng thú. Tiền bối, chờ một chút, ngài nhìn vật này, suy nghĩ thêm không muộn. Tần Khôn lấy ra một kiểu đồ, hai tay trình lên nói. Trường bào ông già phát giác cái gì, chợt xoay người, khi thấy Tần Khôn vật trong tay, con người có giúp một cái, năm ngón tay đông lại một cái, đồ trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hắn hô hấp có chút gấp rút. Hỏi, đây là tiến vào Côn Lôn hư chìa khóa, các người là nơi nào nơi được? Tần Khôn trong mắt có chút kinh ngạc, nói tiền bối, cái gì là Côn Lôn hư? Ta làm sao từ chưa có nghe nói qua? Trường bào ông già cái này mới phản ứng được, tự nhủ, đám người này chẳng qua là Hoa Hạ cổ võ giả mà thôi, không phải người tu luyện, tự nhiên không biết Côn Lôn hư. Trả lời ta, vật này ngươi là từ đâu tới? Tần Khôn liền vội vàng giải thích. Khải bẩm đại nhân, đây là ta Tần gia tổ tiên lưu truyền xuống bảo bối, chúng ta lấy vật này, muốn mời tiền bối ra tay, trấn giữ Tần gia. Trường bào ông già đem đồ thu vào trong ngực, vật này hắn căn bản cự không dứt được à. Chợt, suy tư mấy phần, liền nói, ta thời gian có hạn, xem ở bảo bối này phân thượng, ta nguyện ý rời núi một lần, nhưng là ta nhiều lắm là trấn giữ ngươi Tần gia một tháng sau đó, ta liền sẽ rời đi. Dĩ nhiên, một tháng này, ta nguyện ý ở ngươi Tần gia thu một tên đồ đệ, hắn đi theo ta, vậy đủ để bảo đảm ngươi Tần gia một đời vinh hoa. Nghe được nửa câu đầu, Tần Khôn có chút thất vọng, nhưng là sau một câu, trong mắt hắn có chút nóng bỏng, vội vàng hướng sau lưng Tần Chính Dương nói, Chánh Dương, còn chưa lên bái kiến sư phụ. Tần Chính Dương vui mừng,
liền vội vàng tiến lên, lại là quỳ xuống trường bào trước mặt của lão giả, Tần Chính Dương bái kiến sư phụ. Trường bào ông già nhìn lướt qua Tần Chính Dương, lấy ra một viên đan dược, ném vào Tần Chính Dương trước mặt, căn cốt coi như không tệ, vật này coi như là ta thu học trò lễ ra mắt đi. Tần Chính Dương thấy trước mặt đan dược, hô hấp cũng dồn dập, vội vàng dập đầu nói cảm ơn sư phụ. Vân Hồ Sơn Trang, lầu ba phòng nghỉ ngơi. Diệp Thần gặp được Thẩm Hải Hoa bọn họ. Bất ngờ là, Chu Nhã lại có thể vậy ở trong đó. Chu Nhã đã an bài nhân viên y tế cho Thẩm Hải Hoa cùng với Uông Vũ Hằng một nhà trị liệu đơn giản. Chu Nhã thấy Diệp Thần lại có thể giống như một không có chuyện gì người vậy, mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Cục võ đạo Hoa Hạ Đường chết gì, nàng nhưng mà rất rõ ràng. Nhưng là Diệp Thần lại dễ như trở bàn tay đi ra. Gặp quỷ. Diệp tiên sinh, Thẩm Hải Hoa thanh âm run rẩy nói. Thần ca, Uông Vũ Hằng kích động nói. Diệp Thần gật đầu một cái, phân phó nói, các người cũng nằm, ta vội tới các người nhìn một chút. Sau đó Diệp Thần lấy ra ngân châm, cảm thụ một chút mấy người thương thế, đơn giản ngưng tụ chân khí châm cứu. Cũng may trừ Thẩm Hải Hoa xương có chút vấn đề trở ra, mấy người còn lại thương thế không tính là quá nặng. Hơi nghỉ ngơi mấy ngày liền không có gì đáng ngại. Uông Vũ Hằng cả cuộc sống long sống hổ, kích động nói, thần ca, người mới vừa rồi thật mẹ hắn quá ngào. Sau này ta tiếp tục tu luyện vậy sẽ biến thành ngươi như vậy phải không? Diệp Thần gật đầu một cái, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, chí ít mới có thể bảo vệ được bên cạnh ngươi người. Được. Không thừa nhận, Uông Vũ Hằng quả đấm nắm chặt, quyết định. Vốn là hắn đối với tu luyện chẳng qua là hứng thú mà thôi, nhưng là đụng phải trước mắt sự việc, hắn quyết định, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Thần ca chính là hắn tu luyện mục tiêu. Diệp Thần lại cùng mấy người trò chuyện một phen, bởi vì Uông Thúc và Trương Di đối với ngày hôm nay phát sự việc có chút chưa tỉnh hồn, Diệp Thần liền để cho long hồn người đem bọn họ đưa trở về. Uông Vũ Hằng một nhà về trước Ninh Ba, Thẩm Hải Hoa thì tạm thời ở lại tỉnh Chiết Giang. Cùng gãy xương hoàn toàn khép lại mới lên đường hồi Ninh Ba. Rất nhanh, toàn bộ gian phòng chỉ còn lại Chu Nhã và Diệp Thần. Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, Chu Nhã liền mở miệng nói, tiểu nữ trong lòng có chút nghi ngờ, không biết Diệp tiên sinh bây giờ còn đối với thanh kiếm kia vật liệu cảm thấy hứng thú không? Bất chi bất giác, nàng dần dần đem gọi sửa lại. Diệp Thần đáng bị tôn xưng là Diệp tiên sinh. Diệp Thần ngẩn ra, xoay người. Gắt gao nhìn chằm chằm Chu Nhã, nói chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý. Chu Nhã trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc dạo dực, nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng nói, bây giờ thanh kiếm kia trở thành Diệp tiên sinh vũ khí, chúng ta Chu gia tự nhiên không thể đoạt người nơi yêu, thanh kiếm kia vật liệu đối với chúng ta Chu gia mà nói cũng không có quá chỗ đại dụng, còn không bằng tặng cho Diệp tiên sinh đâu, như vậy chúng ta Chu gia trong tay cũng có dư hương, tốt biết bao một chuyện đây. Diệp Thần con người có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Chu Nhã. Hắn rất rõ ràng, đây chính là thực lực mang đến hiệu quả. Bất kể là Hoa Hạ, vẫn là Côn Lôn Hư, người yếu tóm lại là cường giả phụ thuộc phẩm. Người mạnh, người khác sẽ cho ngươi mặt mũi, thậm chí nguyện ý hy sinh hết thảy để lấy lòng ngươi. Người yếu, nhất định phải bị người đè xuống đất, chọn đời thoát thân không được. Các người Chu gia cần ta trả giá cái gì? Diệp Thần nói, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chu Nhã cười một tiếng, khá là phong tình. Diệp tiên sinh đây là nói chỗ nào nói, chúng ta Chu gia không cần Diệp tiên sinh trả bất kỳ giá nào, bảo kiếm phối anh hùng, đây chính là đạo lý hiển nhiên. Tiểu nữ có thể ngửa mặt trông lên Diệp tiên sinh phong tư là đủ rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn không thể không bội phục Chu Nhã tình thương và thủ đoạn. Đúng rồi, Diệp tiên sinh. Ngài còn cần những thứ đó đâu. Chu gia ta có toàn bộ Hoa Hạ tốt nhất đúc kiếm vật liệu và công cụ, nếu như Diệp tiên sinh không ngại, trừ vật liệu, chúng ta còn có thể là Diệp tiên sinh cung cấp nhiều hơn. Nếu không, Diệp tiên sinh ngày mai tới một chuyến Chu gia. Chu Nhã mở miệng nói, mắt đẹp đều là mong đợi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đáp ứng. Cũng tốt, như vậy cũng tiết kiệm hắn lại phái Diệp Lăng Thiên tìm vật liệu. Huống chi một khi Trảm Long kiếm khôi phục, vậy Hoa Hạ tông sư bảng thứ 99 Phương Trung Tín ở hắn trong mắt lại coi là cái gì? Chẳng qua là một kiếm chuyện,
Chu Nhã mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, giãy giụa cái mông đầy đặn đi ra bên ngoài, tiểu nữ tử kia ngày mai sẽ ở Chu gia cùng Diệp tiên sinh. Đưa đi Chu Nhã, Diệp thần liền gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, để cho hắn đem Tôn Di đưa về biệt thự. Dưới mắt, Tỉnh Chiết Giang những thế lực kia muốn động Tôn Di căn bản có thể. Hắn ngày hôm nay tại sao phải trước mặt nhiều người như vậy cố ý chém chết Đường Ngạo, chính là muốn chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn muốn phóng thích một cái tín hiệu động hắn Diệp thần người bên người, Đường Ngạo chính là kết quả. Giờ phút này, Diệp thần ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn phát hiện Tỉnh Chiết Giang Vân Hồ Sơn Trang cách cục, và năm đó giống nhau như đúc. Hắn nhớ lại 5 năm một màn kia. Cảm khái muôn vàn. Kinh thành Long gia tin tức vẫn không có. Liền liền phụ mẫu tung tích cũng là không rõ sống chết. Đầu mối duy nhất chính là cái đó Hoa Hạ Tông sư bảng thứ 9 Giang Kiếm Phong. Nhưng là muốn tìm được Giang Kiếm Phong loại này tồn tại, tất nhiên là khó lại càng khó hơn. Trừ phi đối phương chủ động tới gặp mình. Năm đó Vân Hồ Sơn Trang cái này trong đầm nước kết quả cất giấu cái gì? Tại sao hết lần này tới lần khác nhằm vào ta Diệp gia nho nhỏ? Ngay tại lúc này, Diệp thần con ngươi đông lại một cái, phát hiện cái gì? Có một đôi tròng mắt lạnh như băng lại một mực ở phía xa nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt này, khinh thường, lạnh lùng, lại mang vẻ ngoài ý muốn, cực kỳ phức tạp. Diệp thần không do dự nữa, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống, làm hắn đi tới ánh mắt kia ở địa phương đó, lại biến mất. Không có một bóng người. Mới vừa rồi cặp mắt kia rốt cuộc là ai? Diệp thần rơi vào trầm tư. 3 tiếng sau đó, kinh thành một nơi u tĩnh viện tử. Giang Kiếm Phong đang ở sân bên trong và một vị ông già đánh cờ. Hắn thái độ cực kỳ cung kính. Một quả hắc tử rơi xuống, Giang Kiếm Phong cười nói, ba, ngài làm sao nghĩ được tới nơi này nhìn ta? Ông già sờ một cái râu, rơi xuống một quả cờ trắng, thanh âm già nua vang lên, lão tử tới xem nhi tử, chẳng lẽ có vấn đề? Ba, xem ngươi nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, không quá ta đoán ngươi là tới nhìn ta một chút tu luyện kết quả đi. Ông già gật đầu một cái, đục ngầu con ngươi không có một tia chập chờn, tu luyện một đường, nhớ lấy không muốn phiền lòng khí táo, ta sanh nhiều như vậy con cái trong, trừ ngươi tiến vào Côn Lôn hư đại ca trở ra, ngươi nhất có bữa phú. Ban đầu thiên phú kiểm trắc thời điểm, bội dung không phải. Nhắc tới cái này hai chữ. Giang Kiếm Phong lời nói hoàn toàn tới. Hắn nhìn về phía trước mặt ông già, phát hiện mặt của lão già hoàn toàn tối. Bót! Ông già một trưởng vỗ ở trên bàn cờ, không chỉ bàn cờ nghiền, liền liền phía dưới thạch đài vậy hoàn toàn gãy lìa. Ông già đứng lên, lạnh lùng nói, ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận nữ dung là con gái ta. Không nghe gia tộc quản thúc, tùy tiện vào một cái hèn mọn tiểu tử lập gia đình. Lại là sinh hạ nghiệt chủng kia. Nhất định chính là ô nhục ta Giang gia huyết mạch. Ta vĩnh viễn sẽ không thừa nhận vậy một nhà ba người. Bọn họ vậy vĩnh viễn không có tư cách bước vào ta Giang gia cửa. Chỉ như vậy, ta đi, một tháng sau ta lại tới gặp ngươi. Ngay tại ông già chuẩn bị lúc rời đi, cửa chính của sân bị người đẩy ra. Một cái gầy gò nam tử vội vàng đi vào, Giang tiên sinh, Tỉnh Chiết Giang xảy ra chuyện, ra việc lớn, vậy Diệp thần. Khi thấy ông già, gầy gò thanh âm nam tử xây nhưng mà chỉ. Hắn nuốt nước miếng một cái, thanh âm run rẩy nói, lão gia. Ngài làm sao tới? Ông già không để ý đến gầy gò nam tử, mới vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tim hắn thật giống như bị thứ gì treo lên. Hắn nhìn về phía gầy gò nam tử, chất vấn, người mới vừa nói cái gì? Diệp thần. Giang Kiếm Phong vậy đi tới, giải thích ba, có chuyện. Ngươi có thể không biết, cái đó năm đó từ Vân Hồ Sơn Trang rơi xuống tiểu tử, không có chết. Hắn, trở về. Không thể khống chế tồn tại. Ông già nghe được Giang Kiếm Phong mà nói, thân thể run lên, vậy khuôn mặt đầy nếp nhăn, có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá kinh ngạc thoáng qua rồi biến mất, giấu rất kỹ. Nghiệt chủng kia lại không có chết. Chợt, hắn hừ lạnh một tiếng, nghiệt chủng kia không có chết thì như thế nào? Năm đó là một tên phế vật, mất hết ta Giang ra mặt, coi như bây giờ còn sống, cũng chỉ có thể ở tầng dưới chót yên lặng vùng vẫy. Vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, Giang Kiếm Phong mở miệng nói, ba,
ngươi có chỗ không biết, nghiệt chủng kia biến mất 5 năm, bây giờ lại trở thành một vị võ giả. Chỉ tiếc, hắn đắc tội tỉnh Chiết Giang một vị cường giả Đường Ngạo, phỏng đoán bây giờ đã chết. Giang Kiếm Phong nhìn về phía gầy gò nam tử, tự tin nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi vội vội vàng vàng tới bẩm báo sự việc chắc là cái này đi, thằng nhóc kia chết thì chết, ngươi không cần phải hốt hoảng như vậy. Ông già nghe được Diệp Thần chết, con ngươi thoáng qua một tia phức tạp tâm trạng, lắc đầu một cái, hướng ngoài cửa đi. Nghe được người một nhà sự việc, sẽ luôn để cho hắn trong lòng có một đoàn vô hình lửa giận. Vậy gầy gò nam tử sắc mặt khá là cổ quái, nhìn một cái Giang Kiếm Phong, mở miệng nói, Giang tiên sinh, sai rồi. Ngài đoán sai rồi, vậy Diệp Thần không chỉ không có chết, hắn còn đem Đường Ngạo chém giết. Thằng nhóc kia lại là ở Vân Hồ Sơn Trang ngay trước cục võ đạo hoa hạ mặt, chặt đứt Đường Ngạo đầu à. Phía sau những lời này cơ hồ là hắn hô lên, giống nhau có chút thất thố. Lúc ấy hắn liền xen lẫn trong tân khách trong, vốn là chuẩn bị xem Diệp Thần chết. Dẫu sao Đường Ngạo bày thiên la địa võng, lấy Diệp Thần thực lực căn bản không có thể có thể sống sót à. Nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần lấy sức một mình chém chết 4 vị cao cấp cường giả, lại lấy nghiền ép thế chém giết Đường Ngạo. Hắn thật bối rối. Không biết tại sao, hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Bởi vì coi như là hắn, cũng không thể như vậy dễ như trở bàn tay làm được à. Diệp Thần xông vào đám người ngay tức thì, giống như là một đầu máy giết người. Nghe được chàng trai nói, vậy đã ra cửa ông già diễn cảm ngưng tụ động lại. Do dự mấy giây, hắn vẫn là chiết thân trở về, ngồi ở băng đá trên. Đem nghiệt chủng này ở tỉnh Chiết Giang phát sinh hết thảy sự việc toàn bộ nói cho ta. Một kiện không lọt. Hắn thanh âm tràn đầy uy nghiêm vô thượng và cường thế, làm cho lòng người sợ hãi. Gầy gò nam tử nhìn một cái ông già, vội vàng quỳ xuống, đem ngày hôm nay ở tỉnh Chiết Giang Vân Hồ Sơn Trang phát sinh hết thảy nói ra hết. Chuyện không to nhỏ. 10 phút sau đó, cả viện lâm vào yên tĩnh giống như chết. Mặt của lão giả bàng có cái gì không đúng. Không khí tựa như đọng lại. Mấy giây sau đó, Giang Kiếm Phong mở miệng nói, nói cách khác, người này thiên phú vũ đạo coi như không tệ. Gầy gò nam tử do dự mấy giây, gật đầu một cái, ta từ hắn bùng nổ thực lực tới xem, chỉ ít ở Hoa Hạ Tông sư bảng 100 tên chừng. Còn như thiên phú, cái này ta không nói được, đối phương thi triển võ rất mạnh, nhưng là ta chú ý tới ở trên tay hắn kiếm gãy linh khí tràn ra, rất có thể tên kia trên tay nắm trong tay một chuôi linh kiếm. Một kiếm kia khủng bố có thể và vũ khí có chút liên lạc. Giang Kiếm Phong trên mặt ngược lại có chút kinh ngạc, nghiệt chủng này biến mất 5 năm, rốt cuộc đi nơi nào? Cả đời này tu vi rốt cuộc từ chỗ nào tới? Ba, người cảm thấy ta muốn không muốn đi gặp vừa gặp vật nhỏ này? Hắn bây giờ phỏng đoán còn không biết Giang gia tồn tại, bất quá, người ta gần đây phát hiện, người này đang thông qua hết thảy thủ đoạn điều tra năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc. Ông già đứng lên, trên người khí thế lan ra, hắn nhàn nhạt nói, hừ. Không cần phải tiếp xúc nghiệt chủng này, hắn bây giờ liền Hoa Hạ Tông sư bảng trước 100 cũng không có bước vào. Mới có thể có bây giờ thành tích, còn không phải là bởi vì ta Giang gia huyết mạch mạnh mẽ, nếu như ban đầu Bội Dung nghe lời, dựa theo ta Giang gia an bài hôn sự đi làm, nói không chừng ta Giang gia lại ra đời một vị thiên tài võ đạo. Có thể Bội Dung càng muốn vi phạm ta ý nguyện, và cái đó không có huyết mạch tiểu tử thầm lập gia đình. Lại là sinh hạ cái này nghiệt tử. Kiếm Phong, lấy hắn bây giờ thực lực không xứng ta người của Giang gia đi gặp. Cùng ngày nào hắn tiến vào Hoa Hạ Tông sư bảng trước 10 nói sau. Chuyện này đến đây chấm dứt. Giang Kiếm Phong gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, hắn có thể cảm giác đến trước mặt cụ già có chút thẹn quá thành giận. Dẫu sao ai có thể nghĩ tới năm đó cái đó xem thường nhất tiểu tử lại niết bàn trở về. Bây giờ thằng nhóc kia có thể còn rất nhỏ bé, nhưng là không khỏi không thừa nhận. Hắn đã đối với Giang gia tạo thành một tia uy hiếp. Chẳng qua là không biết cái này uy hiếp có thể hay không mở rộng. Khu biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần đến phòng khách, nhìn một cái, phát hiện Tôn Di vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, phát hiện Tôn Di còn ở trên đường, đại khái còn muốn 10 phút. Diệp Thần bụng có chút đói, liền dự định đi tủ lạnh tìm một ít thức ăn. Mới vừa mở tủ lạnh ra cửa,
liền chú ý tới sau lưng tiếng bước chân. Bây giờ, hắn cũng không cần cảm giác, liền có thể biết đối phương là ai. Lục Hàn Sương, ngươi nói, ta muốn không muốn cho ngươi ở chỗ này an bài một cái gian phòng. Chẳng lẽ ngươi lại không thể gõ một lần cửa sao? Diệp Thần đóng lại tủ lạnh cửa, đem một cái trái táo rửa một chút bỏ vào trong miệng, sau đó ngồi ở trên ghế salon ngưng mắt nhìn trước mặt dùng mình 10 phần thiếu nữ. Lục Hàn Sương nhìn Diệp Thần trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tựa như muốn đem Diệp Thần nhìn thấu vậy. Đường Ngạo bị ngươi giết, Lục Hàn Sương giọng có chút không xác định. Mặc dù biết đây đã là sự thật, nhưng là nàng vẫn là muốn nghe Diệp Thần chính miệng thừa nhận. Nếu không ngươi giúp ta giết. Lục Hàn Sương mắt đẹp nghi hoặc chớp mắt rồi biến mất, thay vào đó là trầm tư. Qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi lần này đem sự việc gây quá lớn, dù là ta ở Huyết Mai Điện, ngày hôm nay cũng nghe được ngươi tên chữ không dưới trăm lần. Chém chết Đường Ngạo, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Diệp Thần nhún nhún vai, nói hết rồi chừa tay, các người làm sao mỗi một người đều không tin đâu. Xì. Lục Hàn Sương lại cười, giống như là trên mặt hồ một đạo rung động, nhanh chóng vạch qua gương mặt, sau đó lại đang trong mắt ngưng tụ thành hai đốt lửa tinh, thoáng qua biến mất ở sóng mắt chỗ sâu. Nụ cười này, ngược lại để cho Diệp Thần sững sốt một hồi lâu. Hắn chỉ gặp qua Lục Hàn Sương vậy một bản lãnh như băng cực kỳ mặt, nhưng là giờ phút này, nhưng hiện lên một bản nụ cười. Bách Mị Sinh, tựa hồ phát giác cái gì, Lục Hàn Sương khôi phục những ngày qua băng xương, hơn nữa mở miệng nói thật, dám loại thái độ này đối với cục võ đạo Hoa Hạ, ngươi là cái đầu tiên. Diệp Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt, ngươi tới hôm nay nhà ta khẳng định không phải nói những lời nhảm nhí này đi, ta muốn tu luyện, ngươi còn có 3 giây thời gian. Lục Hàn Sương khẽ cắn môi đỏ mọng, mở miệng nói, ngươi giết Huyết Mai Điện cường giả sự việc không đè ép được, ngày mai theo ta đi một chuyến Huyết Mai Điện đi, có người muốn gặp ngươi. Ai? Diệp Thần mở mắt ra nói. Huyết Mai Điện tỉnh Chiết Giang phân bộ người trưởng đà, Lăng Phong. Hắn là thứ gì? Không gặp. Nói xong Diệp Thần nhắm mắt, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Buổi tối còn có. Lục Hàn Sương nghe được Diệp Thần lại nói như vậy, mặt liền biến sắc. Lăng Phong là thứ gì? Hắn lại dám như thế nói. Nếu như bị người nọ nghe được, Huyết Mai Điện giận dữ, cũng không phải là Diệp Thần có thể tiếp nhận. Những cái kia đã từng làm nhục qua Huyết Mai Điện cường giả, không có một cái có thể sống qua 3 ngày. Lục Hàn Sương sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, thở dài một cái, vẫn là nói, Diệp Thần, gặp vừa gặp Lăng Phong, đối với người có chỗ tốt, người giết người Huyết Mai Điện, dù sao phải cho hắn một câu trả lời. Trước mắt tới xem, hắn bây giờ cũng không có dự định đối phó ngươi, nếu như dựa theo hắn thói quen trước kia, biệt thự bên ngoài có thể đã có mười mấy vị Huyết Mai Điện cao thủ, hắn căn bản không biết để cho ngươi sống qua tối nay. Nàng vốn cho là nghe được câu này khuyên, Diệp Thần biết nhúc nhích đong đưa mấy phần, lại không nghĩ rằng, Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, 3 giây thời gian đến, rời đi biệt thự. Còn nữa, người đem lời mang cho Lăng Phong, là người hắn tới trước giết ta, cái này mâu thuẫn là hắn khơi mào. Nếu như hắn phải đối phó ta, cứ tới. Nhưng là mời các người Huyết Mai Điện làm xong chịu đựng ta tức giận chuẩn bị. Lục Hàn Sương lắc đầu một cái, lưu lại câu nói đầu tiên biến mất. Dù sao ta đem lời dẫn tới, có đi hay không là chuyện ngươi. Lục Hàn Sương rời đi sau đó, Diệp Lăng Thiên vừa vặn đem Tôn Di đưa trở về. Tôn Di trở lại nhà, hít thở sâu một hơi oán giận nói. Vẫn là nhà cảm giác được a, cao ốc Tiềm Long thật không có thói quen, ở một cái trong phòng, bên ngoài đều là người trông nom, ta đều phải mau lên mốc. Tôn Di vươn người một cái, ngạo nghễ đường cong để cho người mơ tưởng viễn vong. Sau đó, nàng tầm mắt chú ý tới trên ghế salon ngồi xếp bằng Diệp Thần. Nàng mơ hồ đoán được Diệp Thần đang tu luyện. Tôn Di cười một tiếng, rón rén đi tới Diệp Thần bên người, môi đỏ mọng vừa định len lén hôn ở Diệp Thần trên bờ môi, Diệp Thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn hai tay bao bọc qua Tôn Di, trực tiếp ôm vào trong ngực. Một phen ướt hôn, Tôn Di thân thể cũng mềm nhũn ra. Tiểu thần tử, người đây là đang tu luyện sao? Tôn Di hiếu kỳ nói, trong TV những cái kia bay tới bay lui nhân vật cũng giống ngươi như nhau. Diệp Thần gật đầu một cái.
vậy ngươi có thể dạy ta không? Nếu như ta tu luyện, có phải hay không liền mới có thể bảo vệ được mình? Tôn Di mắt to xinh đẹp nháy, tựa như rất là mong đợi. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới Tôn Di sẽ để ra cái yêu cầu này, hắn suy nghĩ một chút, để cho Tôn Di tu luyện cũng không phải chuyện xấu. Nếu như Tôn Di có chút căn cơ, sau đó học Thương Long Huyễn Thân Quyết loại này khinh công phương pháp, chí ít có thể bảo đảm chạy trốn tốc độ. Đây là một cái tự vệ thủ đoạn. Nhưng là hắn từ đầu óc bên trong tìm tòi lộn một cái công pháp, lại không phát hiện thích hợp Tôn Di tu luyện tồn tại. Ta có thể dạy ngươi, nhưng là muốn qua mấy ngày, ta tận lực cho một mình ngươi thích hợp nhất công pháp. Tôn Di gật đầu một cái, tâm tình rất tốt, sau đó nghĩ tới điều gì, trên mặt bò qua một tia ánh nắng đỏ rực, tiểu thần tử, thật ra thì ta sẽ một loại công pháp, có thể lợi hại, phân phút đánh bại ngươi. Diệp Thần lắc đầu một cái, khoác lác công pháp. Sai. Một giây kế tiếp, Tôn Di đổi một tư thế, trực tiếp ngồi ở Diệp Thần trên mình, hai tay bao bọc cổ của hắn, vậy ngạo nhân vật cơ hồ dán Diệp Thần ngực. Mềm mại hết sức, Tôn Di từ từ đến gần Diệp Thần lỗ tai, chóp mũi hô hấp vạch qua bên tai, để cho Diệp Thần có chút ngứa. Ta lặng lẽ nói cho ngươi nha, ta biết công pháp, gọi là trai gái phương pháp song tu, có phải hay không phân phút đem ngươi đè ở dưới người. Dứt lời. Tôn Di liền đem Diệp Thần đẩy tới trên ghế salon, khá là chủ động. Huyết Mai Điện, tỉnh Chiết Giang chi nhánh. Một cái trung niên nam tử trong tay đang thưởng thức trước một chuôi phi tiêu. Phi tiêu cực kỳ sắc bén, lại là có linh khí tràn ra. Lại là linh vật. Trung niên nam tử chính là Huyết Mai Điện Chiết Giang phân bộ người trưởng Đà Lăng Phong. Hắn giết người, chỉ cần một chuôi phi tiêu. Lệ Vô Hư phát. Không người còn sống. Không chỉ như vậy, có rất ít người biết, hắn nhưng thật ra là Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 100 tồn tại. Hắn cực kỳ khiêm tốn, trừ Huyết Mai Điện thủ hạ, những cái kia gặp qua hắn mặt người đều chết hết. Thằng nhóc này cự tuyệt ta. Lăng Phong có nhiều thú vị nhìn trước mặt Lục Hàn Sương. Lục Hàn Sương gật đầu một cái, Diệp Thần thật giống như bảo ngày mai có chuyện gì, có cơ hội sẽ đến gặp ngươi. Nàng cũng không dám đem nguyên thoại nói ra, nếu không chết chính là Diệp Thần. Đột nhiên, Lăng Phong cười, cười vô cùng lớn tiếng, Hàn Sương, ta bây giờ đổi cái phương thức hỏi ngươi, ngươi lại nữa thủ hạ ta, mà là con gái ta. Bỏ ra Huyết Mai Điện hết thảy, ta muốn biết, Diệp Thần rốt cuộc nói cái gì. Câu nói kia, không giống như là người này phong cách, hơn nữa ngươi có hay không nói láo, ta so người bất kỳ đều biết. Lục Hàn Sương mặt liền biến sắc, diễn cảm có chút bối rối, do dự mấy giây, vẫn là nói, ba, Diệp Thần không chịu gặp ngươi, hắn còn nói, chuyện này mâu thuẫn là ngươi khơi mào, nếu như Huyết Mai Điện còn dám chọc giận hắn, làm xong chịu đựng hắn tức giận chuẩn bị. Nghe được câu này, Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, rất là khó khăn xem. Chịu đựng hắn tức giận, khẩu khí thật là lớn. Ta đây là muốn xem cái này ngang trời xuất thế thợ săn có mấy cân mấy lượng. Buổi sáng ngày kế 9 giờ, tỉnh Chiết Giang Chu ra. Một chiếc Mercedes-Benz kiệu xe dừng lại, Diệp Thần xuống xe, liền phát hiện đứng ở cửa cười tủm tỉm Chu Nhã. Diệp tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới, tiểu nữ ở chỗ này cung kính chờ đợi đã lâu. Ừ, mang ta đi xem đồ đi. Diệp Thần không nói nhiều nói. Hắn có thể cảm giác được Trảm Long kiếm hơi lay động. Tựa như đang đợi đúc lại lúc. Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Chu Nhã giãy giụa lớn cái mông, mang Diệp Thần đi tới một cái tràn đầy phái nữ hóa gian phòng. Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái, đây là của Chu gia mỹ nhân kế sao? Chu Nhã tựa hồ phát giác Diệp Thần nghi ngờ, cười một tiếng, nói, Diệp tiên sinh, đừng có hiểu lầm, tiểu nữ nhưng mà người đứng đắn. Nơi này mặc dù là phòng của ta, nhưng cũng là Chu gia thần bí nhất đúc kiếm đất. Vì che người tai mắt mà thôi. Một giây kế tiếp, Chu Nhã tay chung một chỗ trên gạch xứ nhẹ nhàng gõ ba hạ. Tường thể bỗng nhiên chia lìa. Xuất hiện một miếng mã hóa cửa thép. Chu Nhã thâu nhập mật mã cùng với chỉ tay nghiệm chứng, cửa sắt mở ra. Bên trong cực kỳ rộng rãi, giống như đúc kiếm quảng trường. Đồng thời, một cổ hoang cổ hơi thở phun trào tới. Làm cho lòng người sợ hãi và rung động. Diệp Thần tầm mắt đảo qua, kinh ngạc phát hiện, bên trong lại có hơn ngàn đem binh khí.
Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, Diệp Thần bên hông Trảm Long kiếm lại có thể trực tiếp xông đi ra, treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Vô số linh khí từ trên thân kiếm xông ra. Vo ve. Một cổ cực mạnh chấn động ý từ bên trong lan tràn tới. Vậy treo trên tường cũng hoặc là cắm ở cái hộp kiếm binh khí không ngừng lay động, rối rít rơi ở trên mặt đất. Tựa như ở hướng Trảm Long kiếm thần phục. Vạn kiếm có linh, vạn kiếm có tôn. Mà Trảm Long kiếm chính là cái gọi là tôn. Vũ khí giống vậy, chỉ có thể thần phục, không có mạng hắn. Một màn này rung động Chu Nhã, nàng vậy bộ ngực cao vút không ngừng phập phồng, gợn sóng vĩ đại. Giống vậy vậy rung động Trảm Long kiếm đứng đầu, Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần có thể cảm giác được Trảm Long kiếm uẩn dục năng lượng. Từ Lục Hàn Xương đem kiếm này cho hắn thời điểm, hắn liền phát hiện bất phàm. Nhưng là dưới mắt không phải bất phàm à, cái này dẫn động dị tưởng cũng quá kinh người. Hắn ở Côn Lôn Hư nghe nói qua có chút vũ khí một khi ra khỏi vỏ, là có thể dẫn động vạn kiếm thần phục. Hắn vẫn là khinh thường, dẫu sao con đường tu luyện, vũ khí chẳng qua là phụ trợ mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn tin. Thời khắc này Trảm Long kiếm chẳng qua là một cái kiếm gãy, thì có nhiều uy lực này. Nếu như kiếm gãy núp lại, vậy dẫn động dị tượng còn có. Hắn hô hấp có chút gấp rút. Diệp Thần nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt Trảm Long kiếm, đưa tay ra muốn cầm, nhưng còn không có chạm được, một cổ cường đại lực lượng liền đem tay hắn bắn ra. Trảm Long kiếm lại đang kháng cự mình. Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút tức giận, dùng lâu như vậy Trảm Long kiếm, kiếm này lại vẫn không có thần phục. Hắn vội vàng đem đan điền chân khí hội tụ cùng tay phải, một cổ nhàn nhạt khí lưu ở chỉ ở giữa quanh quần. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp nắm Trảm Long kiếm. Cho dù đối phương phản kháng, để cho Diệp Thần ngũ tạng lục phủ cảm thấy chấn động. Nhưng là Diệp Thần căn bản cũng không có buông tay dự định. Không chỉ như vậy, liên tục không ngừng chân khí tràn vào trong đó. Diệp Thần trên người sát ý bao trùm toàn thân, hai tròng mắt như kiếm, cực kỳ sắc bén. Nếu như một cái kiếm gãy cũng không hàng phục được, hắn như thế nào chinh phục đúc lại kiếm? Diệp Thần khí tức trên người càng ngày càng đậm, liền liền bên cạnh Chu Nhã cũng là cảm giác được cực kỳ khó chịu. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Diệp tiên sinh, nàng thanh âm run rẩy nhắc nhở. Diệp Thần nhìn một cái Chu Nhã, lúc này mới chợt hiểu, lòng bàn tay một chuyển, đem Trảm Long kiếm thu hồi. Trên người ngút trời hơi thở vậy dần dần biến mất. Trảm Long kiếm tựa hồ có chút không phục, nhưng là vậy không thể làm gì. Cảm ơn Diệp tiên sinh, Chu Nhã như chút được gánh nặng, theo để ta đi, ta mang Diệp tiên sinh đi vào. Hai người tiến vào phòng đúc kiếm, phát hiện vẫn còn có lục phiến môn. Hắn rốt cuộc rõ ràng Chu gia tại sao phải mua cả khu vực kiến trúc, cũng chỉ có như vậy, mới có thể thiết lập loại này mật thất. Lục phiến môn bên ngoài trung ương đất đứng thẳng một khối trường điều hình đá. Đá trên mình tản mát ra cực kỳ khí tức cường đại. Đến gần tảng đá này, Diệp Thần có thể rõ ràng phát hiện Trảm Long kiếm lại có động tĩnh. Diệp tiên sinh, đá này chính là phá hiên thạch, Diệp tiên sinh trên tay Trảm Long kiếm chính là đá này luyện chế, đây cũng là Diệp tiên sinh trong miệng chủ tài liệu. Chu Nhã giới thiệu. Diệp Thần gật đầu một cái, liền đem Trảm Long kiếm lần nữa lấy ra. Cơ hồ ngay tức thì, hắn cũng cảm giác được một cổ cực mạnh hấp lực truyền tới. Đinh, một tiếng, Trảm Long kiếm lần nữa tránh thoát. Lại là trực tiếp vững vàng cắm ở phá hiên thạch trên, một cổ hoang cổ hơi thở hướng bốn phương tám hướng phun trào. Diệp tiên sinh, xem ra kiếm này vậy nhận ra cái này đúc kiếm chi thạch và nó thuộc tính giống nhau. Chu Nhã có chút khiếp sợ, ngay sau đó sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, hiếu kỳ nói, Diệp tiên sinh, người bây giờ liền chuẩn bị đúc lại kiếm này sao? Đúng, Diệp Thần trả lời, kiếm này càng sớm đúc lại, đối với hắn mà nói liền càng có lợi. Chu Nhã gật đầu một cái, sau đó bàn tay vỗ một cái, vậy sáu cánh cửa ở giữa trong đó một miếng đột nhiên mở ra. Bên trong ánh lửa nhức mắt, một cái ăn mặc trường bào màu đen, võ trang đầy đủ ông già từ bên trong đi ra. Ông già trên mặt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin, trong tay nắm một cái chế tạo vũ khí búa sắt. Rất rõ ràng, hắn là một vị đúc kiếm sư. Mấu chốt thực lực còn không yếu.
Ông già tầm mắt nhìn lướt qua Diệp Thần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Chu Nhã trên mình, "Tiểu Chu, người cuối cùng cũng tới." Chu Nhã gật đầu một cái, sau đó liền đối với Diệp Thần giới thiệu, "Diệp tiên sinh, người này là ta cố ý từ kinh thành mời tới một vị cao cấp đúc kiếm đại sư Hà Lão. Hà Lão và gia gia ta là chí giao, đúc kiếm trình độ hắn nếu như nói là hoa hạ thứ hai, liền không người nào dám tranh vị trí thứ nhất." Đây cơ hồ là Chu Nhã cao nhất đánh giá. Hà Lão sờ một cái râu mép của mình, cười nói, "Tiểu Chu cũng quá xem nhẹ nâng đỡ lão phu, hoa hạ đất rộng vật nhiều, cao thủ tự nhiên không thiếu." Mặc dù như thế nói, nhưng là ông lão giọng nhưng là kiêu ngạo mười phần. Bởi vì hắn ở đúc kiếm lãnh vực, có quyền uy tuyệt đối. Diệp Thần diễn cảm có chút cổ quái, nhìn một cái trước mặt Hà Lão, hỏi Chu Nhã nói, "Người mang hắn tới nơi này làm gì?" Chu Nhã ngẩn ra, kinh ngạc nói, "Diệp tiên sinh không phải muốn đúc kiếm sao? Đúc kiếm chỉ cần vật liệu cũng không đủ, trọng yếu nhất vẫn là đúc kiếm đại sư. Hà Lão là ta mời tới là Diệp tiên sinh đúc kiếm." Chu Nhã vốn cho là Diệp Thần sẽ cảm kích mình, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lắc đầu một cái, "Ta không cần gì đúc kiếm đại sư, để cho hắn rời đi, cảm ơn." Lời này vừa nói ra, Chu Nhã sắc mặt thay đổi, mắt đẹp lại là tràn đầy bất ngờ. "Không cần đúc kiếm đại sư. Không có đúc kiếm đại sư, Diệp tiên sinh làm sao đúc kiếm à?" Hà Lão vậy khá là lúng túng, mình nhưng mà cao cấp đúc kiếm đại sư, bây giờ thằng nhóc này lại để cho hắn rời đi. Đúc kiếm nhưng mà một môn cực kỳ cần độ thuần thục tay nghề. Lại là muốn đắm chìm mấy chục năm, mới có thể có thành tựu tồn tại. Võ đạo thực lực mạnh yếu, có thể phải nhìn thiên phú. Nhưng là liên quan tới đúc kiếm, đây chính là chân chân thiết thiết mồ hôi tích lũy mới được à. Có bữa phú cũng không được à. Các nàng Chu gia ở một khối này, có quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng là dưới mắt, Diệp tiên sinh nếu như không cần Hà Lão, chẳng lẽ mình đúc kiếm? Giờ phút này, cách đó không xa và Hà Lão sắc mặt hoàn toàn thanh. Hắn vốn là không dự định rời núi đúc kiếm, nếu như không phải là Chu Nhã mời, hắn căn bản không biết tới. Huống chi hắn nghe nói thanh kiếm này là Chu gia vị kia đã từng chế tạo truyền thuyết kiếm. Hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa hắn rất khẳng định, đương kim trên đời, muốn đúc lại kiếm này, phát huy kiếm này lớn nhất lực lượng, trừ hắn, không có người khác. Hắn đưa ngón tay ra trước Diệp Thần nói, "Thằng nhóc, người mẹ hắn là đùa bỡn lão phu sao? Kiếm này, ta không phải đúc không thể." Hà Lão tức giận ý thẳng xông lên đỉnh đầu, hắn cảm giác mình bị đùa bỡn. Diệp Thần có chút không biết làm sao, Chu Nhã mời cái này Hà Lão hoàn toàn là nhiều này một lần hành động. Nếu như kiếm của mình vậy, cho cái này Hà Lão luyện chế vậy không phải là không thể. Nhưng là đây chính là Trảm Long kiếm, vô cùng có thể thành là hắn Diệp Thần sau này một trong năm vũ khí mạnh nhất. Nếu như cho người khác luyện chế, hắn không yên tâm à. Hắn mặc dù không hiểu được đúc kiếm, nhưng là La Vân Thiên cho hắn vậy cổ tin tức lưu trong có một môn thuật pháp gọi là trận pháp đúc kiếm. Trận pháp này đúc kiếm hoàn toàn dẫn đầu hoa hạ hết thảy đúc kiếm đại sư. Dựa vào cái gì đem linh kiếm cho những thứ này tục tằng người luyện chế? Ta nói, ta không cần bất kỳ đúc kiếm đại sư. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Hà Lão cũng là quật cường nóng nảy, mới vừa muốn nói chuyện, Chu Nhã vội vàng tới giảng hòa. Hà Lão, ngài trước đừng tức giận, chúng ta cũng là vì thanh kiếm này tốt. Nói xong, Chu Nhã đi tới Diệp Thần bên người, hỏi, Diệp tiên sinh, người ngày hôm nay không dự định đúc kiếm. Diệp Thần lắc đầu một cái, nếu đã tới, ta dĩ nhiên muốn đúc kiếm. Vậy Chu Nhã đột nhiên nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói, Diệp tiên sinh, ngài không phải là muốn mình đúc kiếm đi. Đúng, chính ta đúc, Diệp Thần nhàn nhạt nói, tựa như nói một kiện lơ là chuyện bình thường. Nghe được câu này, Chu Nhã và Hà Lão hung hăng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người lại là tròng mắt trợn to, xem Diệp Thần giống như xem người điên vậy. Hồi lâu, Hà Lão cười lên, thằng nhóc, người nói người đúc kiếm, người hiểu đúc kiếm sao? Người biết đúc kiếm sáu pháp sao? Người biết đúc kiếm bảy cương mấu chốt sao? Người biết dạng gì sức lửa uẩn dục cái gì kiểu kiếm sao? Hà Lão hỏi liên tiếp ba vấn đề, trong lòng cười nhạt đến mức tận cùng. Coi như thằng nhóc này ra đời ở đúc kiếm thế gia, từ nhỏ thường nghe thấy,
hắn cũng không có tư cách chế tạo thanh kiếm kia. Chỉ biết phá hủy thanh kiếm kia. Ta không hiểu, nhưng là ta là Trảm Long kiếm chủ nhân, chế tạo nó, ta định đoạt. Diệp Thần trong giọng nói có một tia không cho phép nghi ngờ. Người Hà lão thở phì phò chỉ Diệp Thần ngay tức thì không nói ra lời. Ống tay áo của hắn vung lên, hừ lạnh nói, đối với người loại này tiểu tử cuồng vọng, ta không lời có thể nói. Nhưng là mời ngươi nhớ, ngươi loại này rốt nát cử động, sẽ phá hủy một thanh thần kiếm. Ngươi sẽ bị thiên lôi đánh. Chu Nhã khẽ cắn môi đỏ mọng, nàng nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra Diệp Thần sẽ tự mình đúc kiếm à. Diệp tiên sinh, ngài không suy nghĩ một chút nữa. Cái này phá hiên kiếm mặc dù đã là Diệp Thần, có thể ban đầu cũng là của Chu gia chí bảo. Vạn nhất có sơ suất gì nàng cũng không tốt giao phó à. Diệp Thần lắc đầu một cái, không cần cân nhắc, ta bây giờ liền đúc kiếm. Để cho ngươi chuẩn bị đồ đều tốt sao? Diệp tiên sinh đều chuẩn bị xong, ở cánh cửa thứ ba sau lưng. Được. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hướng vậy phá hiên thạch và Trảm Long kiếm đi. Làm đi tới phá hiên thạch trước mặt, Diệp Thần chân khí ngưng tụ, hai tay vỗ vào phá hiên thạch trên. Trực tiếp ôm lấy, hướng cánh cửa thứ ba đi. Thấy một màn này, Chu Nhã và Hà lão con ngươi hơi co rúm một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều. Cái này phá hiên thạch bởi vì mật độ lớn, hình thể không lớn, lại có 5 tấn, có thể như vậy dễ như trở bàn tay nâng lên, bọn họ chí ít không làm được. Hà lão cũng đi theo lên, trong miệng hừ lạnh nói, có chút khí lực và tu vi thần khí cái gì. Ta ngược lại là phải xem ngươi cái này thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ, làm sao đúc kiếm. Bành! Cánh cửa thứ ba, trực tiếp bị đá văng ra, bên trong không gian rất lớn, đúc kiếm vật liệu một cần phải đều đủ. Diệp Thần đem phá hiên thạch thả ở chính giữa trong lò đúc, ngay tức thì dẫn động ngọn lửa. Gặp Chu Nhã và Hà lão vậy đi vào, hắn cũng không nói gì nhiều, trận pháp này đúc kiếm người bình thường căn bản không học được, muốn xem liền xem. Hừng hực lửa cháy bừng bừng ngưng tụ ở phá hiên thạch trên. Diệp Thần đem trước mặt chuẩn bị nói trước tốt linh thạch, cầm ở lòng bàn tay. Sau đó chợt bắn đi ra ngoài. Đông Nam Tây Bắc, Chánh cung cách, Viêm cung vị. 6 cái linh thạch đồng loạt rơi vào phá hiên thạch chung quanh. Sau đó, Diệp Thần bàn tay vỗ mạnh một cái, trên người vật liệu toàn bộ chấn lên. Diệp Thần chân khí ngưng động, chợt đẩy một cái. Ngay tức thì dung nhập vào ngọn lửa. Ngọn lửa đại tác, cả căn phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Hỏa lực cường đại trực tiếp để cho vậy phá hiên thạch đô đốt đỏ. Cắm ở phía trên Trảm Long kiếm cũng là hơi lay động, tựa như tùy thời muốn lao ra. Diệp Thần đầu ngón tay bước ra máu tươi trực tiếp ở đúc kiếm trên đài vẽ một cái cổ xưa phù văn. Phù văn vừa ra, cả nhà bầu không khí hoàn toàn thay đổi. Chu Nhã lại là không nhịn được dùng mình một cái, nàng thậm chí cảm thấy dưới chân từ trường đều thay đổi. Hà lão chán có chút phức tạp, mặc dù cảm thấy bên trong nhà biến hóa, nhưng là hắn yên lặng đúc kiếm nhiều năm như vậy, còn từ chưa có xem qua loại này đúc kiếm phương pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, giả thần giả quỷ. Hắn cao ngạo, vĩnh viễn không biết hướng người khác thần phục. Mà giờ khắc này, Diệp Thần trong mắt đột nhiên nhắm lại, trên mình tản ra một cổ cực mạnh hơi thở. Tựa như đúc kiếm tông sư. Tay hắn chỉ bóp quyết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đầu ngón tay quanh quẩn nhàn nhạt chân khí. Đột nhiên, hắn trong mắt mở ra, lạnh như băng mà nghiêm túc, hai tay chia đều, còn dư lại vật liệu. Toàn bộ tại chân khí dưới sự khống chế, lơ lửng. Sau đó chợt đẩy một cái. Ngọn lửa càng phát ra sáng lạng. Giờ phút này tất cả mọi người xem không thấy bên trong phá hiên thạch cùng với Trảm Long kiếm như thế nào. Chỉ biết là bên trong không ngừng tràn ra cực mạnh năng lượng. Diệp Thần sắc mặt có chút tái nhợt, hắn có thể cảm giác được mình đan điền chân khí đang điên cuồng trôi qua. Đúc kiếm cần chân khí quá nhiều. Hắn sau lưng đã ướt đẫm, thân thể yếu ớt đến mức tận cùng. Hắn chống đỡ mình thân thể, ngón tay không ngừng bóp quyết, trong miệng líu díu, vạn kiếm cả đời tự có trăm tỷ chi linh. Đi thần xa hơn, đi kiếm mà gần, thiên hạ hung hung, không thể biết được. Một biết kiếm tên, linh không dám trước ba thở hắn kiếm tên, kiếm linh tức tuyệt, trời cao kiếm, xuống đất gặp cũng sát. Ba thở chém rồng, vạn kiếm nghe lệnh. Làm vạn kiếm nghe lệnh cái này ba chữ xuất hiện.
Ngọn lửa đột nhiên nổ tung, tựa như hóa thành một con rồng lửa, dữ tợn gầm thét. Mà rồng lửa bàn vòng quanh lại không còn là phá hiên thạch, loáng thoáng đã có kiếm hình. Long ngâm vang khắp cả nhà, cường đại lực lượng, để cho Chu Nhã và Hà Lão lui về sau mười mấy bước. Đây là Hà Lão giật mình, con người đều là kinh hoàng. Làm sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong ngọn lửa kiếm hình. Mặc dù không có hoàn toàn luyện chế thành công, nhưng là cái này đủ để nói rõ Diệp Thần là ở đúc kiếm. Thật ở đúc kiếm à? Hơn nữa cái này đúc kiếm thủ đoạn kinh thiên địa quỷ thần khiếp à? Hoa Hạ dù sao cũng năm qua, cho tới bây giờ không có ai như vậy đúc kiếm. Không mượn những cái kia đúc kiếm công cụ, hắn là làm sao làm được? Mấu chốt hết thảy cũng quá hoàn mỹ. Thình lình biến hóa, thật là giống như là búa nện, đem Hà Lão tim đều phải đánh chia năm xẻ bảy. Hắn hô hấp có chút gấp rút, nguyên bản ngạo nghễ tâm, hoàn toàn biến mất. Dưới mắt, hắn chỉ có tâm phục khẩu phục. Bót! Hắn lại chợt rút ra một cái tay, phiến ở mình trên mặt. Vô cùng thanh thúy. Một bên Chu Nhã mắt đẹp tràn đầy hoảng sợ, nghe được một tát này, nàng tò mò nhìn về phía Hà Lão. Hà Lão, người đây là... Hà Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nuốt nước miếng một cái, sau đó giải thích, một tát này, thứ nhất là ta con mẹ nó mắt chó xem người, thứ hai, ta muốn xem có phải là nằm mơ hay không. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có thủ đoạn như vậy? Loại này đúc kiếm phương thức, đối với sức lửa cùng với ngưng kiếm thật là hoàn mỹ à? Toàn bộ Hoa Hạ, tuyệt đối là người thứ nhất à? Nghe được Hà Lão cao như vậy đánh giá, Chu Nhã trong con ngươi xinh đẹp, thành tựu xuất sắc rạo rực, không nói gì. Trong lòng nàng chỉ có ngạc nhiên và hoảng sợ. Cái này Diệp Thần kết quả là lai lịch gì? Trừ vậy 5 năm trống không trở ra, nàng đối với Diệp Thần lai lịch biết rõ ràng. Nhưng là coi như 5 năm lấy được nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không khả năng biến thành như bây giờ vậy à? Bỏ mặc nói thế nào, Chu gia tuyệt đối không thể cùng Diệp Thần xích mích. Tuyệt đối không thể. Giờ phút này, Diệp Thần thân thể có một loại cảm giác mệt mỏi tấn công tới. Đây là hắn lần đầu tiên dùng trận pháp đúc kiếm, vốn cho là sẽ rất dễ dàng, nhưng là ai có thể nghĩ tới đối với thân thể lại có như vậy hao tổn. Đan điền liên tục không ngừng chân khí chảy hướng liền trảm long kiếm. Đến cuối cùng, hắn đan điền chân khí cơ hồ khô kiệt. Bất quá, trảm long kiếm đã dần dần thành hình. Thậm chí có kiếm minh từ trong ngọn lửa truyền tới. Diệp Thần hai tay chống đúc kiếm chiếc, muốn đến cuối cùng một bước, ngón tay bóp quyết, dẫn động vậy 6 viên trước đó cất xong linh thạch. Linh thạch nổ tung, lục đạo ánh sáng đồng loạt bắn về phía trảm long kiếm. Thấy một màn này, Hà Lão thật giống như nghĩ tới điều gì, run rẩy đưa tay ra, chỉ Diệp Thần, hoảng sợ nói, đây là cổ tịch ghi lại trận pháp đúc kiếm. Lại có thể thật sự có trận pháp đúc kiếm trời ạ. Hà Lão thanh âm lại vô cùng run rẩy. Giống như gặp được cái gì cực kỳ chuyện quỷ dị tình vậy. Cuối cùng lại là đặt mông ngồi trên mặt đất. Chu Nhã cau mày, hiếu kỳ nói, Hà Lão, cái gì là trận pháp đúc kiếm? Hà Lão căn bản không có để ý tới Chu Nhã, vậy đục ngầu con ngươi như cũng nhìn chằm chằm đúc kiếm chiếc và Diệp Thần. Rất sợ bỏ qua cái gì? Đây là hắn cuộc đời này duy nhất và truyền thuyết đến gần cơ hội. Hắn hận không được xông tới. Đem hết thảy chi tiết nhớ ở trong lòng. Đúc kiếm chiếc. Vậy bàn lượn quanh trảm long kiếm rồng lửa giống như phát hiện cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng Diệp Thần đụng đi. Bây giờ Diệp Thần nào còn có khí lực ngăn trở à? Chỉ có thể rất miễn cưỡng khiêng một tay. Hắn cảm giác huyết khí trong cơ thể dâng trào, vốn định đè xuống, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn kềm nén không được nữa, khạc ra một ngụm máu tươi. Máu tươi xuyên thấu ngọn lửa, trực tiếp dính ở trảm long kiếm trên. Trảm long kiếm điên cuồng hấp thu Diệp Thần máu tươi, ngay tức thì biến mất. Rồi sau đó, ngọn lửa cũng bị tắt. Trảm long kiếm triệt triệt để ngưng tụ mà thành. Trảm long kiếm toàn thân tản ra đỏ sát khí thế, đen nhánh bề ngoài có tán toái tinh quang ẩn hiện. Mũi kiếm sắc bén, phảng phất có 5 móng thần long bàn lượn quanh, lóe lên lạnh lẽo sắc bén. Thân kiếm càng là có lau một cái chạm ánh sáng màu xanh lưu chuyển, hiện lên bất phàm uy lực. Diệp Thần mơ mơ màng màng bây giờ thấy được trảm long kiếm, chẳng biết tại sao,
hắn thậm chí có thể cảm giác được trong lòng có một đạo cảm ứng. Chính là liên quan tới Trảm Long kiếm. Hắn nghĩ tới điều gì, đưa tay ra, nhẹ giọng nói, kiếm tới. Bành! Một giây kế tiếp, Trảm Long kiếm xông ra ngoài, trực tiếp phá vỡ gian nhà, xuyên thấu hết thảy. Giống như nặng lấy được tân sinh và tự do. Mấy giây sau đó, Trảm Long kiếm mới bay trở về, lại là vững vàng bị Diệp Thần cầm ở lòng bàn tay. Vậy đụng chạm nháy mắt, một đạo ánh sáng màu vàng lại có thể xông thẳng tới chân trời. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng chính là xuất hiện. Hà Lão và Chu Nhã nhìn vậy cột sáng ngất trời, đồng loạt kinh hô thành kiếm dị tượng. Chân chính thần kiếm, ngưng tụ mà thành, sẽ gặp tạo thành dị tượng. Nhưng là cái này dị tượng cực kỳ hiếm thấy, có thể trăm năm mới phải xuất hiện một lần. Vào giờ phút này, bọn họ lại gặp được. Hai người con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, bọn họ phát hiện Diệp Thần quanh thân thậm chí có lau một cái thánh quang. Trên người khí thế lan ra, tựa như chỉ điểm giang sơn đế vương tôn sư. Kiếm gãy đúc lại ngày, đế vương lúc trở về. Cùng lúc đó, kinh thành, Thanh Phong Sơn đỉnh. Bốn vị ông già đang cảm ngộ thiên địa linh khí. Bốn vị này ở giữa một người trong đó, một cái nhảy mũi, thì có thể làm cho hoa hạ động đất. Một vị trong đó chính là Giang Kiếm Phong phụ thân, Giang Khiếu Hổ. Hoa hạ cao cấp võ đạo gia tộc Giang ra người chấn giữ. Dùng một tay che trời cũng không quá đáng. Hoa hạ võ đạo giới có lời đồn đãi. Giang Khiếu Hổ một lời, có thể chu diệt vạn người. Biết bao khủng bố. Lão Giang, mấy năm này, hoa hạ võ đạo giới, lại cũng không có hiện ra nhà ngươi vị kia tươi đẹp tài. Coi như nhà ngươi Giang Kiếm Phong vậy kém hơn vị kia à? Một cái tóc bạc mặt hồng hào ông già đối với Giang Khiếu Hổ nói. Giang Khiếu Hổ không nói gì. Một vị khác ăn mặc đạo bào ông già cũng là mở miệng nói, lão Giang, làm sao cảm giác ngươi có chút không vừa ý? Chẳng lẽ gần đây có cái gì phiền não? Tu luyện gặp phải bình cảnh. Vị trí thứ ba ông già nhìn một cái Giang Khiếu Hổ, xen vào nói, lão Giang loại biểu tình này. Năm năm trước ta gặp một lần, khi đó hẳn là bởi vì con gái hắn Giang Nữ Dung sự việc đi. Nghe được Giang Nữ Dung cái này ba chữ, Giang Khiếu Hổ con ngươi co giúp một cái, một đoàn ngọn lửa tựa như ở trong con ngươi cháy. À, Giang Nữ Dung quả thật có chút đáng tiếc, tới tuổi 20, bị kiểm tra ra ẩn núp hiếm hoi linh căn, nếu như dốc lòng tu luyện, nói không chừng bây giờ đều có tư cách và đại ca hắn như nhau bước vào Côn Lôn hư. Trai gái tư tình chuyện xấu à, coi như nàng không muốn tu luyện, và vị kia cao cấp thiên tài lập gia đình, sinh hạ đứa trẻ phỏng đoán cũng là không ai bì nổi thiên tài đi. Đáng tiếc à đáng tiếc, lại vào một cái hèn mọn người bình thường chung một chỗ, còn sinh một tên phế vật, à. Ba người nói chuyện nghe mặc dù quá đáng, nhưng đã đến bọn họ cấp bậc này tồn tại, không cần phải cân nhắc ân tình nào. Có lời nói thẳng là được. Giang Khiếu Hổ sắc mặt càng ngày càng đen. Bước ra một bước, đứng trên đỉnh núi, lại xuất hiện một đạo cuồng gió. Cuồng gió gào thét, làm cho lòng người sợ hãi. Giang Khiếu Hổ lần nữa mở miệng nói, hôm nay chúng ta ở chỗ này tụ họp một chút là thảo luận hoa hạ thế cục, không phải trò chuyện ta. Hắn thanh âm lạnh như băng hết sức, vừa có ngút trời tức giận. Được rồi, không nói, lão Giang cái này bạo nóng này. Tóc bạc mặt hồng hào ông già ngậm miệng lại. Hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Ninh Ba phong cảnh, cảm khái nói, nghe nói Mân Nam bên kia có một vị cao cấp thiên tài, mới 30 tuổi, cũng đã tiến vào hoa hạ tông sư bảng trước 20, t, người này có chút ý tứ hả, ta đã phái người đi tiếp xúc, không biết có nguyện ý hay không tới gia tộc ta. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đạo bào ông già, hỏi, lão Nghiêm, nếu không ngươi tính một chút xem. Vị kế tiếp hoa hạ người thứ nhất sẽ ra đời ở hoa hạ vậy một phiến khu vực. Nghe được câu này, tất cả mọi người, liền liền Giang Khiếu Hổ vậy đồng loạt quay đầu nhìn về phía đạo bào ông già. Tất cả mọi người đều biết đạo bào ông già phong thủy tướng thuật thành tựu cực kỳ sâu. Đạo bào ông già do dự mấy giây, đứng dậy, gật đầu nói, nếu mọi người cũng muốn biết, vậy ta liền hao phí một ít chân khí hỏa khí máu coi là một quẻ đi. Đạo bào ông già bước ra một bước, trong tay xuất hiện một cái la bàn, lòng bàn tay lại là quanh quẩn một tia màu tím khí lưu, hắn vừa định đem màu tím khí lưu rót vào la bàn, đột nhiên, dị biến nổi lên.
Hoa Hạ hướng đông nam vị một đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Mặc dù rất nhạt, nhưng là ở mấy vị này ông già xem ra, nhưng là vô cùng rõ ràng. T. Bốn người hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con người đều là kinh hoàng và kinh ngạc. Cái này dị tượng thần kiếm vấn thế. Làm sao có thể? Tóc bạc mặt hồng hào ông già mở miệng nói, thanh âm thậm chí có vẻ run rẩy ý. Không đúng, nếu như chỉ một thần kiếm ra đời, cái này chùm tia sáng không thể nào bị chúng ta phát hiện. Ta đoán không chỉ thần kiếm ra đời, còn có cường giả hạ xuống. Cũng hoặc là nói, người nghịch thiên ra đời. Người nghịch thiên, thiên đạo không cho, mới có thể tạo thành chùm tia sáng, để cho thiên đạo phát hiện. Có thể nói có người ở chống lại thiên đạo, cũng có thể nói, thiên đạo đang uy hiếp người này. Đạo bào ông già chữ chữ châu ngọc, ở còn lại ba vị ông già trong lòng tung lên sóng to gió lớn. Chống lại thiên đạo uy hiếp. Chẳng lẽ Hoa Hạ muốn ra đời cái gì yêu nghiệt sao? Đây chính là việc lớn à. Ai có thể nắm giữ người này, ai là có thể nắm trong tay Hoa Hạ kế tiếp thế cục à? Lão Nghiêm, người có thể hay không tính ra người này kết quả ở nơi nào? Những lời này là Giang Khiếu Hổ nói, hắn thanh âm vô cùng kích động. Đúng vậy, Lão Nghiêm, lúc này quan hệ đến Hoa Hạ, phải nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra mấy vị ông già vậy mở miệng nói. Lão Nghiêm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, la bàn trong tay hơi ném đi, lại trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đồng thời, lòng bàn tay hắn bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp bắn vào la bàn trên. Lại nổ tung, la bàn cấp tốc chuyển động. Đạo bào ông già ngón tay nhanh chóng bóp quyết, trong miệng không ngừng líu díu, ngộ giải chi giả, tai chướng bất kiền, chúng thánh hộ môn. Thần thăng thượng giới, triều bái cao tôn, công mãn đức tự, tương cảm đế quân, động triệt nhất thiết, chỉ điểm mê tân. Vốn cho là sẽ có kết quả xuất hiện, lại không nghĩ rằng, bành. Một tiếng, la bàn vỡ vụn. Đạo bào ông già bị cắn trả cực mạnh lực, chợt khạc ra một ngụm máu tươi. Thân thể lại là hướng ngã xuống. Giang Khiếu Hổ lanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ đạo bào ông già, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đút cho đi. Lão Nghiêm mau vận công chữa thương. Đạo bào ông già gật đầu một cái, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, thanh phong sơn đỉnh thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng tụ vào đạo bào ông lão trong cơ thể. Mấy giây sau đó, hắn mới mở mắt ra, cực kỳ nghiêm túc, người này khí vận ta khám xét không tới, thiên đạo không cho, vận mạng hắn cả thiên đạo cũng nắm trong tay không được, chớ nói chi là ta. Còn lại ba người ngẩn ra, sắc mặt có chút không đúng. Vận mệnh cả thiên đạo cũng nắm trong tay không được. Tên kia rốt cuộc cái gì lai lịch, như thế khủng bố. Bất quá, ta biết người này bây giờ nơi ở nơi nào. Đạo bào ông già mở miệng nói. Nơi nào, ba người hai miệng đồng thanh nói. Đạo bào ông già con người bắn về phía một vị trí, nhàn nhạt nói, đất Chiết Giang. Nghe được cái này bốn chữ, Giang Khiếu Hổ ngay cả hô hấp cũng dừng lại, vẻ khiếp sợ không ngừng tràn ra. Đất Chiết Giang. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là sông Nam tỉnh. Mấu chốt nghiệt chủng kia xuất hiện, cũng ở đây tỉnh Chiết Giang à. Bất quá hắn tự nhiên không biết cho rằng Diệp Thần chính là vậy đưa tới dị tượng tồn tại. Năm đó Giang Nữ Dung vi phạm hắn ý nguyện và Ninh Ba Diệp ra thằng nhóc kia kết hôn, lại là sinh hạ nghiệt chủng. Nếu như nghiệt chủng này thừa kế Giang Nữ Dung linh mạch thiên phú, hắn có thể còn biết tha thứ một nhà này. Dẫu sao Hoa Hạ võ đạo giới, một cái tươi đẹp thiên tài, sau lưng ẩn chứa ý nghĩa quá lớn, đáng tha thứ hết thảy. Năm đó hắn phái người liền đêm đoạt lấy nghiệt chủng kia, kiểm tra thiên phú. Lại không nghĩ rằng, nghiệt chủng này Diệp Thần chẳng qua là phàm căn. Một người phàm tục, hèn mọn phế vật. Một khắc kia, hắn hận không được đem nghiệt chủng này đập xuống đất. Nếu như không phải là nữ nhi Giang Nữ Dung quỳ xuống khổ khổ muốn nhờ. Có lẽ nghiệt chủng kia đã sớm không ở nhân thế. Cho nên, giờ phút này, hắn cảm thấy người bất kỳ cũng có thể là vậy người nghịch thiên, duy chỉ có không thể nào là nghiệt chủng kia. Tỉnh Chiết Giang Chu ra. Chùm tia sáng biến mất, Diệp Thần nhìn trong tay Trảm Long kiếm, khóe miệng phác họa dậy một đạo nụ cười. Hết thảy tâm huyết không có uổng phí. Hắn có thể cảm giác được Trảm Long kiếm trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Có kiếm này ở đây,
hắn thực lực tất nhiên lên cao một người vô cùng lớn nấc thang. Đột nhiên, một cái bóng đen rơi xuống, hắn con người nhìn lướt qua, phát hiện chính là vậy trước Tố Khổ Hà lão. Giờ phút này Hà lão đang quỳ xuống trước người của hắn, kích động nói, Diệp đại sư, mời ngài thu ta làm đồ đệ. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, là ta có mắt không tròng, xin Diệp đại sư tha thứ. Diệp thần lắc đầu một cái, nói ta không thu học trò, ngươi dậy đi. Hà lão căn bản không đánh coi như, hắn nhưng mà biết trước mắt cái này người thanh niên ý vị như thế nào. Nếu như có thể từ trên người đối phương học được một điểm nửa điểm. Hắn chết cũng không tiếc. Diệp thần không để ý đến Hà lão, từng bước đi ra bên ngoài. Thời khắc này hắn có chút yếu ớt, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Chu Nhã tự nhiên cảm thấy Diệp thần mệt mỏi, liền vội vàng tiến lên, thân thể một thấp, trực tiếp chui vào Diệp thần dưới nách. Sau đó dùng vai đẹp trực tiếp nâng Diệp thần. Hai người như vậy đến gần, Diệp thần có thể ngửi được Chu Nhã trên mình nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thậm chí chỉ cần cúi đầu, hắn còn có thể thấy vậy đầy tràn câu người đường cong. Rất là mê người. Chỉ bất quá bây giờ Diệp thần hoàn toàn không có tâm tình chú ý hết thảy các thứ này. Chu Nhã đỡ Diệp thần ra phòng đúc kiếm, lại là đi tới khuê phòng của nàng. Gõ một khối gạch sứ, cửa khép lại, hết thảy khôi phục như vậy. Chu Nhã nhìn một cái chung quanh, vội vàng đem Diệp thần đỡ đến nàng trên giường, có lẽ bởi vì quán tính, Diệp thần ngã xuống giường ngay tức thì, nàng vậy mất đi trọng tâm, ngã ở Diệp thần trên mình. Hình ảnh mập mờ hết sức. Chu Nhã mặt đẹp đỏ ửng, nàng thành tựu thiên chi kiều nữ. Lại là tỉnh Chiết Giang một trong ba đại mỹ nữ, theo đuổi nàng người không có mấy chục ngàn, cũng có mấy ngàn. Nhưng là nàng cho tới bây giờ không có cùng một người đàn ông như vậy đến gần qua. Vào giờ phút này, nàng có thể cảm giác được ngực mình đang dán chặt Diệp thần, tim nàng cuồng loạn. Hô hấp dồn dập, thậm chí không biết tại sao, thân thể có chút mềm nhũn, nhiều lần nhớ tới, cũng không được. Cũng may, nàng phát hiện Diệp thần trong mắt đóng chặt. Tựa hồ là ngủ. Nàng thở dài một hơi, hai tay dùng sức chống đỡ ở trên giường mới cuối cùng thật vất vả đứng dậy. Nàng nhìn một cái Diệp thần, suy nghĩ một chút, vẫn là động thủ đem hắn ướt đẫm quần áo cởi xuống. Rất nhanh, vậy tràn đầy đường cong vóc người liền bại lộ ở nàng trước mắt. Diệp thần chỉ còn lại một cái quần lót. Lúc này bầu không khí hơi có chút lúng túng, nàng đưa tay ra, muốn cởi xuống, suy nghĩ một chút. Vẫn là dừng lại tay. Nàng mắt đẹp nhìn vậy đạo thân thể hoàn mỹ, nuốt nước miếng một cái, cảm giác hai chân bây giờ có một tia phản ứng. Chu Nhã, người đang suy nghĩ gì? Nàng đột nhiên tỉnh hồn lại, tự nhủ. Hai tay vỗ một cái gò má, sau đó kéo qua chăn nhẹ nhàng trùm lên Diệp thần trên mình. Diệp thần! Nàng dò xét tính kêu một chút, không có bất kỳ phản ứng. Sau đó... Nàng lén lén lút lút nhìn một cái chung quanh, môi đỏ mọng giống như hời hợt vậy rơi vào Diệp thần trên bờ môi, làm xong chuyện này, vội vàng hướng bên ngoài đi. Hoàn toàn là một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Ba tiếng sau, Diệp thần mới mở mắt ra, hắn chợt đứng dậy, khi phát hiện Trảm Long kiếm còn ở bên người, không khỏi thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái, bởi vì hắn còn phát hiện trên người mình lại một bộ quần áo cũng không có. Mấu chốt vẫn là ở Chu Nhã trên giường. Hắn vén chăn lên nhìn một cái dưới người, quần lót vẫn còn ở. Cái này nha đầu hẳn không đối với mình làm cái gì đi. Diệp thần đứng dậy, tủ đầu giường để một bộ mới tinh định chế nghỉ ngơi trang. Hẳn là Chu Nhã chuẩn bị cho hắn. Hắn ăn mặc trên mình, rất là vừa người. Rất nhanh, cửa phòng bị người đẩy ra, Chu Nhã vậy đổi cả người quần áo đi vào, Diệp tiên sinh, nhanh như vậy tỉnh. Diệp thần gật đầu một cái, nghĩ tới điều gì, hiếu kỳ nói, quần áo ta là ngươi cởi. Nghe được câu này, Chu Nhã mặt đẹp ánh nắng đỏ rực, vội vàng khẩn trương nói, Diệp tiên sinh không nên hiểu lầm, bởi vì lúc ấy ngài trên người quần áo toàn bộ ướt đẫm, nếu như vậy ngủ, thân nhận thức xảy ra vấn đề, cho nên ta mới tự tiện chủ trương cởi xuống quần áo. Nàng càng nói, gương mặt vượt đỏ. Nàng phát hiện mình ở Diệp thần trước mặt căn bản không có thể giữ năm xưa vân đạm phong khinh. Ta lại không trách ngươi, ngươi không cần phải như thế khẩn trương. Diệp thần nói, chẳng lẽ mình là con hổ?
Chu Nhã cười một tiếng, cảm ơn Diệp tiên sinh hiểu. Tốt lắm, nếu kiếm đã đúc thành, ta cũng sẽ không ở nơi này ở lâu, lần này ta Diệp thần coi như là thiếu các người Chu gia một cái ân huệ, nếu như có cần, có thể tới tìm ta. Diệp thần nói, Trảm Long kiếm đã thành, Diệp thần tâm tình thật tốt, một cái ân huệ không tính là cái gì. Nghe được câu này, Chu Nhã hiển nhiên mắt đẹp có chút kích động. Đồng thời nàng cũng nghĩ đến ban đầu ở tiệm cà phê, nàng lại buồn cười nói đáp ứng cho Diệp thần một cái nhân tình Chu gia. Và Diệp thần ân huệ so sánh, nàng Chu gia thật vẫn không đáng giá một đồng. Diệp thần đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đối với Chu Nhã nói, ta hy vọng chuyện hôm nay, sẽ không bị người bất kỳ biết, người có thể bảo đảm sao. Chu Nhã chợt gật đầu, Diệp tiên sinh yên tâm, ta và Hà lão cũng không biết nói ra chuyện này. Vậy thì tốt. Diệp thần gật đầu một cái hướng bên ngoài đi, lại là bấm Tiểu Đặng điện thoại, để cho hắn tới Chu gia tiếp mình. Rất nhanh, Tiểu Đặng xe đã tới rồi, Diệp thần lên xe, chưa có trở về biệt thự, mà là trước hết để cho Tiểu Đặng đi một chuyến Ô gia. Ô Hạng Minh thương thế hẳn tốt xong hết rồi, hắn cũng nên đi xem một chút. Đến Ô gia, hắn phát hiện Ô Hạng Minh đang Ô gia luyện quyền, hổ hổ sinh uy, cả người phảng phất tân sinh. Khôi phục nhanh như vậy, Diệp thần lên tiếng nói. Hắn ngược lại có chút bất ngờ, xem ra thuốc viên của mình hiệu quả rất tốt. Nghe được Diệp thần thanh âm, Ô Hạng Minh vội vàng thu quyền, đi tới Diệp thần trước mặt, cung kính nói, Ô Hạng Minh gặp qua Diệp tiên sinh. Vươn tay ra tới, để cho ta cảm giác ngươi một chút thương thế. Diệp thần phân phó nói. Diệp tiên sinh, Ô Hạng Minh kích động nói. Diệp thần cảm thụ một phen. Phát hiện Ô Hạng Minh thương thế khôi phục rất tốt, ở những cái kia tác dụng của dược vật hạ, cơ hồ xương gãy sống lại. Coi như không tệ, xem ra Ô Hân Lan chiếu cố ngươi rất giỏi. Ô Hạng Minh gật đầu một cái, đoạn này thời gian may mà Ô Hân Lan, bây giờ nàng ở bên trong tu luyện, muốn không muốn để cho nàng đi ra gặp Diệp tiên sinh. Không cần. Diệp thần từ trong túi móc ra 20 viên thuốc, nghiêm túc nói, những đan dược này, vẫn quy củ cũ. Ta cho ngươi một cái mục tiêu, 2 tháng bên trong, bước vào Hoa Hạ Tông sư bảng trước 150 tên, có thể làm được hay không? Ô Hạng Minh nghe được câu này, còn ngươi có giúp một cái này thả ở lúc trước căn bản không có thể. Nhưng là có Diệp tiên sinh công pháp và đan dược, không thể nào cũng sẽ biến thành có thể. Ô Hạng Minh khẽ cắn răng, hai tay ôm quyền cam kết, Diệp tiên sinh, ta đáp ứng ngươi. Được. Mấy ngày nay ngươi liền cứ ở chỗ này đi, cùng thương thế hoàn toàn tốt lắm, sẽ liên lạc lại ta. Diệp tiên sinh. Diệp thần ra Ô gia, vừa mới chuẩn bị lên xe, một đạo tiếng xé gió vang lên. Hắn con người đông lại một cái, trong tay một đạo đao gió bắn ra. Đao gió và vậy bay tới vật đụng vào nhau, trực tiếp nổ bể ra. Để cho hắn bất ngờ là, bay tới vật lại là một lá cây. Lấy lá tổn thương người, loại thủ đoạn này hắn có thể làm được, nhưng là ở tỉnh Chiết Giang, hắn nhưng không có thấy mấy người có thể như vậy. Xem ra là có cao thủ đã tìm tới cửa. Diệp thần phản ứng đầu tiên là cục võ đạo Hoa Hạ. Mặc dù và vậy phương Trung Tín ước định đài võ đạo đánh một trận, nhưng là đối phương có thể hay không âm thầm ra tay liền không nhất định. Hắn đối với cục võ đạo cái ngành này, không có nửa điểm hảo cảm. Cũng là một đám người ô hợp. Chỗ điều khiển Tiểu Đặng cũng là phát hiện cái gì, từ hông ở giữa lấy ra vũ khí, mới vừa muốn đi ra, Diệp thần liền mở miệng. Tiểu Đặng, người ngay tại bên trong xe, bên ngoài sự việc ta sẽ xử lý. Tiểu Đặng ngẩn ra, vội vàng nói, Diệp tiên sinh, có cần hay không thông báo Long Hồn? Chút chuyện nhỏ này chính ta có thể làm được. Tiểu Đặng gật đầu một cái, hắn vẫn là rất tin tưởng Diệp tiên sinh. Dẫu sao Long Hồn tổng giáo quan cũng không phải là bầy nhìn. Nói xong, Diệp thần liền hướng lá cây bay tới địa phương đi tới. Ô nhà bên cạnh có một cái hàng cây nói. Hoàn cảnh yên tĩnh. Một cái trung niên nam tử đứng ở đằng xa, đưa lưng về phía Diệp thần. Không nói gì. Diệp thần con người có nhiều thú vị nhìn chằm chằm cái đó người đàn ông trung niên, hắn chắc chắn không có gặp qua người này. Ngươi vì sao phải ra tay đối phó ta? Diệp thần nói, giọng không có một tia chập chờn. Nghe được câu này, trung niên nam tử cười, cười rất lớn tiếng, ta chẳng qua là tò mò,
cái đó để cho tỉnh Chiết Giang vô số thế lực văn gió mất phía thợ săn, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố, trước mắt xem ra, ngươi không để cho ta thất vọng. Diệp Thần ánh mắt lãnh đạm, nói cục võ đạo Hoa Hạ phái ngươi tới. Trung niên nam tử lắc đầu một cái, như cũ đưa lưng về phía Diệp Thần, nếu như ta là cục võ đạo Hoa Hạ phái tới, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có kiên nhẫn nói với ngươi sao? Bất quá, ngươi hẳn không sống qua hai ngày, Phương Trung Tín thực lực, xa ở trên ngươi. Đây không phải là nói chuyện giật gân, nhưng là chính cống sự thật. Diệp Thần, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thực lực vượt xa tỉnh Chiết Giang trẻ tuổi đồng lứa, nhưng là ngươi không biết thu liếm, ngươi quá cuồng vọng. Cuồng ngông đến trong mắt không người. Ngươi như vậy tồn tại, ta gặp quá nhiều, sau cùng kết quả chỉ có một, đó chính là thật sớm chết hiểu. Từ xưa tới nay, kiêu binh tất bại. Người đàn ông trung niên thanh âm có chút lạnh ý. Nói xong, Diệp Thần mở miệng nói, nếu như ngươi tới đây bên trong là đối với ta nói những lời nhảm nhí này, ở ta không có nghĩ giết ngươi trước, cút đi, cút càng xa càng tốt. Người trung niên nam tử xoay người lại, trên mặt mang một bản màu đen mặt nạ. Mặt nạ dữ tợn. Không có ai biết dưới mặt nạ sẽ là một bản như thế nào gương mặt. Diệp Thần con người đông lại một cái, chú ý tới người đàn ông trung niên trên tay nắm một chuôi phi tiêu. Phi tiêu phía trên đường vân, là một đóa máu mai. Huyết mai điện. Không có sai. Diệp Thần bước ra một bước, hai tay chắp sau lưng, huyết mai điện phái ngươi tới giết ta. Trung niên nam tử lắc đầu một cái, nói, huyết mai điện sát thủ cũng không có nhiều như vậy nói nhảm, nếu ngươi nhận ra huyết mai điện, ta cũng không cần phải và ngươi nói nhảm. Ta ngày hôm qua để cho ngươi tới gặp ta, ngươi vì sao không gặp? Diệp Thần ngay tức thì kịp phản ứng, trước mặt trung niên nam tử lại là huyết mai điện Chiết Giang phân bộ người trưởng Đà Lăng Phong. Hắn ngược lại là không nghĩ tới người này vậy mà sẽ chủ động tới gặp mình. Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là Lăng Phong, ta thì phải gặp ngươi? Buồn cười. Diệp Thần nói xong, liền xoay người rời đi, tựa như Lăng Phong ở trước mặt hắn chính là không khí vậy. Ngay tại Diệp Thần đi ba bước thời điểm, một đạo hàn tiếng nói từ phía sau truyền tới, đắc tội huyết mai điện, nếu như ta đem chuyện này nói cho kinh thành đám người kia, ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt còn biết an ninh sao? Coi như không lo lắng cho ngươi, cũng phải là bên cạnh ngươi người cân nhắc đi, ví dụ như Hạ Nhược Tuyết, cũng hoặc là Tôn Di. Nghe được cái này Diệp Thần bước chân dừng lại. Trên người hắn ngay tức thì phun trào ra một tia sát khí, quay người lại, vậy trong mắt lạnh như băng như một thanh kiếm bén bắn đi ra ngoài. Tựa như xuyên thấu Lăng Phong ngực. Lạnh như băng. Thực cốt. Người đây là đang uy hiếp ta. Ta ghét uy hiếp, đặc biệt ghét. Vật này là của ta. Lăng Phong hơi ngẩn ra, hắn theo bản năng lui về sau một bước, vậy trong mắt lạnh như băng, hắn chỉ ở trên người một người gặp qua. Huyết mai điện đệ nhất sát thủ. Hắn thậm chí cảm giác được trong không khí phun trào ra một tia sát khí tựa như chuẩn bị cắt vỡ mình ra. Trên mặt hắn mặt nạ đã xuất hiện mấy đạo dấu vết, phát ra rột rột thanh âm. Diệp Thần, người giết ta huyết mai điện một vị cường giả, chẳng lẽ không phải cho ta một câu trả lời sao? Diệp Thần móc túi ra một điếu thuốc, trực tiếp đốt lên. Người muốn nói rõ. Vậy ta diệt ngươi huyết mai điện, có tính hay không một câu trả lời? Hắn thanh âm lạnh như băng hết sức. Hắn vốn không muốn nhúng tay huyết mai điện sự việc, nhưng là nếu như đối phương dám đụng người bên cạnh hắn một chút, hắn không ngại để cho huyết mai điện không thấy được mặt trời ngày mai. Có lẽ hắn dưới mắt thực lực không đủ, nhưng là dẫn động vậy tòa thứ hai mộ bia Trần Kình Thương, đủ rồi. Hắn một mực không dám động dùng lá bài tẩy này, chính là muốn dùng tới đối mặt uy hiếp mình tồn tại. Huyết mai điện cũng tốt. Cục võ đạo Hoa Hạ cũng được. Cho dù có thời gian hạn chế, nhưng là mấy giờ, tàn sát hết thảy, đủ rồi. Thời khắc này Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh khí thế, chung quanh thiên địa linh khí toàn bộ cấp tốc hướng Diệp Thần chuyển động. Chẳng biết tại sao, Lăng Phong con người thậm chí có vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí cảm thấy Diệp Thần nếu như muốn giết mình, hắn ngày hôm nay tuyệt đối không đi ra lọt điều này hàng cây nói. Chẳng lẽ hắn đối với người này thực lực biết rõ còn chưa đủ thấu triệt? Diệt huyết mai điện. Hắn quơ quơ đầu, tin chắc là đối phương ở cuồng ngông. Huyết mai điện kinh thành nhóm người kia,
cũng không phải là tốt như vậy đối phó, dù là Hoa Hạ tông sư bảng thứ 9 Giang Kiếm Phong, cũng khó là không được Huyết Mai Điện. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện Diệp Thần đang nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Tên này lại có thể một lời không hợp liền động thủ. Cuồng gió giận cuốn, trường ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng ngực hắn đập tới. Hắn mạnh nhất là phi tiêu, nhưng là cứng đối cứng, vậy ít một chút người có thể gây áp lực cho hắn. Chân hắn bước hướng sau lưng thối lui, đồng thời một quyền hướng quyền kia ảnh đập tới. Bành! Hai cổ cực mạnh đợt khí hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Lăng Phong và Diệp Thần rối rít hướng sau lưng thối lui. Nhìn như lực lượng tương đương, nhưng chỉ có Lăng Phong biết, hắn cánh tay phải có một cổ cực mạnh nhám ý. Tiểu tử này quả đấm là thiết làm sao? Lực đạo như thế khủng bố. Trời ạ! À, còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần lại vọt tới, đổi quyền thành chảo, hung hãn hướng hắn bả vai chộp tới. Hắn thậm chí chú ý tới Diệp Thần vậy năm ngón tay thật giống như xé không khí. Năm đạo khí lưu phun trào. Cái này mẹ hắn là quái vật gì? Không để ý tới hết thảy, Lăng Phong trong tay phi tiêu hướng Diệp Thần năm ngón tay trượt đi. Một giây kế tiếp, lại bị Diệp Thần nắm. Sắc bén phi tiêu phá vỡ Diệp Thần tay. Một tia máu tươi rỉ ra. Diệp Thần có chút bất ngờ, nhìn lướt qua, lại phát hiện là linh vật. Thừa dịp Diệp Thần thất thần lúc đó, Lăng Phong quả đấm như đạn đại bác vậy đập về phía Diệp Thần. Quyền gió gào thét, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần vội vàng lui về phía sau. Lăng Phong vì và Diệp Thần kéo ra khoảng cách, chợt lui về phía sau, làm ước chừng mười mấy mét khoảng cách thời điểm, vừa định bắn ra phi tiêu, nhưng phát hiện Diệp Thần không thấy. Chết! Một đạo gầm lên vang lên, chỉ gặp Diệp Thần hoa quyền là móng, gắt gao trừ tới. Lăng Phong thật muốn điên, một cái né người, Diệp Thần năm ngón tay gắt gao bấu vào một viên trên cây lớn. Xé kéo, một tiếng, cây lớn nổ bể ra. Mắt xem Diệp Thần lại phải xông lại. Lăng Phong vội vàng nói, chờ một chút, chúng ta làm một cái đổi trác, chỉ cần ngươi tiếp lấy ta một chiêu, ta bảo đảm, ngươi và Huyết Mai Điện ân oán xóa bỏ. Diệp Thần thân thể dừng lại. Tiêu diệt Huyết Mai Điện, tất nhiên muốn vận dụng Luân Hồi Mộ Điện lá bài tẩy. Nếu như không dùng tới, có thể giải quyết chuyện này, dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn luôn cảm giác một cổ nguy hiểm ở chỗ sâu ẩn núp, đến lúc đó dùng Trần Kình Thương đối phó vậy cổ nguy hiểm mới là lựa chọn chính xác nhất. Diệp Thần, nếu như ngươi không có tiếp lấy này phiêu, gia nhập ta Huyết Mai Điện như thế nào? Đây mới là Lăng Phong đến tìm Diệp Thần nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn thích Diệp Thần trên người giết hại và lạnh lùng, loại người này thật là chết mà sống. Nếu như Thành là Huyết Mai Điện sát thủ, Diệp Thần tất nhiên có thể dung chuyển kinh thành vị kia Huyết Mai Điện đệ nhất sát thủ. Diệp Thần do dự mấy giây, mở miệng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là vật kia bị ta tiếp lấy, liền thuộc về ta, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Lăng Phong ngẩn ra, hắn có hai quả loại này phi tiêu, mặc dù vật này chân quý và hiếm thấy. Nhưng là dùng này đánh cuộc Diệp Thần người này, đáng. Được. Lời nói rơi xuống. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, kinh khí cuộn sạch, trong tay phi tiêu trực tiếp bắn đi ra ngoài. Chút nào không cho Diệp Thần cơ hội phản ứng. Phi tiêu xé không khí, hoa phá trường không, chung quanh đợt khí lại là không ngừng lan truyền. Từ trường lại là cuồng bạo, về sau, phi tiêu và không khí va chạm, sinh ra đạo đạo màu đỏ thẫm sao hỏa. Uy áp kinh khủng tựa như ngưng tụ vào một chút trên, chợt đi tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần chút nào không dám khinh thường, chân hắn bước đạp hướng mặt đất. Một đạo bức tường khí ầm ầm tạo thành. Làm phi tiêu chạm được bức tường khí ngay tức thì, bức tường khí lại văng tung tóe mở. Căn bản không ngăn cản được. Thật là mạnh. Nếu như không phải là trước thời hạn có chuẩn bị, Diệp Thần có thể xác định, cái này phi tiêu tuyệt đối có thể gây tổn thương cho liền mình. Diệp Thần vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, đan điền chân khí toàn bộ xông ra cánh tay. Quanh thân sát khí và chân khí ngưng tụ, tựa như biến thành hai con rồng ảnh. Một đỏ trắng nhợt, nơi cánh tay quấn quanh. Phá! Diệp Thần một tiếng giống giận, lòng ảnh hướng phi tiêu đập tới. Trệ chậm tốc độ. Đồng thời, Diệp Thần năm ngón tay bấu vào phi tiêu, chân khí toàn bộ đánh lên. Bành! Một tiếng.
Diệp Thần mặt đất dưới chân hoàn toàn vỡ vụn. Lại là hình thành một đạo ước chừng một mét hố sâu. Khủng bố như vậy. Vô số đá vụn văng tung tóe, bụi mù cuồn cuộn dậy. Lăng Phong mặt liền biến sắc, không biết bên trong kết quả như thế nào. Hắn phi tiêu lệ vô hư phát, không người còn sống. Hắn không nhận là Diệp Thần có thể tiếp lấy. Hắn thậm chí vì không tệ tay giết Diệp Thần, một kích này cố ý không có đối với chính xác Diệp Thần chỗ hiểm. Có thể dưới mắt, bụi mù tràn ngập, không có động tĩnh chút nào. Thằng nhóc kia sẽ không chết đi. Trời ạ, hắn mặc dù uy hiếp Diệp Thần, nhưng là không đại biểu hắn muốn giết Diệp Thần à. Dần dần, khói mù tiêu tán. Trong hố sâu, hắn thấy được một đạo thân ảnh. Bóng người dần dần rõ ràng, chỉ gặp Diệp Thần tay cầm một chuôi phi tiêu, một hơi một tí, cả người tản ra một tia lạnh ý. Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần tay, phát hiện trên tay đối phương thậm chí liền một giọt máu tươi cũng không có. Làm sao có thể? Hắn phi tiêu lại bị một tên tiểu tử tiếp nhận. Nói xong một phiêu dưới, hữu tử vô sanh đâu. Thằng nhóc này làm sao làm được? Một cổ ý sợ hãi lan tràn tới Lăng Phong toàn thân. Hắn phát hiện, hắn xa xa đánh giá thấp cái này ngang trời xuất thế Diệp Thần. Đột nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng phác họa một đạo nụ cười. Bắt đầu từ bây giờ, vật này là của ta. Còn nữa, nếu như bị ta biết Huyết Mai Điện dám đụng chạm người ta một chút, ta bảo đảm, ta sẽ đích thân giết tới Huyết Mai Điện, sau đó dùng này phiêu xuyên thấu ngươi mi tâm vậy đóa máu mai. Nếu như không tin, ngươi có thể thử một chút. Diệp Thần đem phi tiêu cầm ở lòng bàn tay, hướng cách đó không xa Tiểu Đặng đi. Hắn tin tưởng nếu như Lăng Phong không muốn chết, tuyệt đối không dám lại tìm phiền toái cho mình thôi. Dĩ nhiên, nếu như hắn thật ngu đến tự tìm cái chết, xóa đi chính là. Bất quá lần này, hắn thu hoạch ngược lại không tệ. Cái này Lăng Phong đến tìm mình, không thể nghi ngờ là đưa bảo bối cho mình. Trừ Trảm Long Kiếm, bây giờ vừa được một quả linh phiêu. Mình thực lực lại mạnh lớn mấy phần. Ứng đối vậy Phương Trung Tín vậy thêm mấy phần chắc chắn. Cục võ đạo Hoa Hạ, chẳng lẽ là ngàn dặm đưa đầu người tới. Rất nhanh, Diệp Thần bảng điện tử dẫn đường, trực tiếp hướng biệt thự đi. Tại chỗ chỉ còn lại Lăng Phong một người, nắm đấm của hắn gắt gao cầm chặt, tràn đầy tia máu con ngươi nhìn chằm chằm xe đi xa phương hướng. Diệp Thần, ngược lại có chút ý nghĩa. Rất lâu không có người tuổi trẻ để cho ta cảm thấy hứng thú như vậy, Hoa Hạ nhiều như vậy tươi đẹp tài ta cũng gặp qua, nhưng là không có người nào có thể tiếp ta phiêu, ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Bất quá, ngươi lấy đi đồ ta, vậy đừng hy vọng tránh thoát Huyết Mai Điện, ngươi là trời xanh sát thủ, ngươi từ trong giết hại ra đời, ta tin tưởng, thời gian sẽ để cho ngươi thay đổi chủ ý. Lăng Phong khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Sau đó bóng người biến mất ở trong bóng đêm. Khu biệt thự Minh Thúy. Diệp Thần đem Trảm Long Kiếm thả trở về phòng, hắn bây giờ phản ngược lại có chút đầu đau. Trước kia Trảm Long Kiếm là một cái kiếm gãy, lớn nhỏ vừa phải, có thể núp ở trên mình. Bây giờ Trảm Long Kiếm nguyên vẹn, muốn mang trên người cũng có chút phiền toái. Sớm biết liền đem lão đầu túi đựng đồ cầm tới. Ngay tại Diệp Thần than phiền lúc đó. Túi đá màu đen khẽ chấn động. Một giây kế tiếp, lại treo lơ lửng ở Diệp Thần trước người. Một cổ cực mạnh hơi thở phun trào đi ra. Người đây là ý gì? Diệp Thần chán có chút nghi ngờ. Vật này trôi lơ lửng rất bình thường, nhưng vậy đều là ở hắn lúc tu luyện, bây giờ lúc này từ trong túi đi ra cũng có chút quỷ dị. Ngay tại Diệp Thần bách từ bất đắc kỳ giải đích thì hậu, vẻ hàn quang thoáng qua. Trảm Long Kiếm trực tiếp biến mất. Chỉ như vậy vô căn cứ biến mất. Diệp Thần ngẩn ra, hắn nghĩ tới điều gì, nhắm mắt lại hơi cảm thụ. Ngay tức thì liền đi tới luân hồi mộ địa. Mà luân hồi mộ địa trên, liền yên tĩnh nằm một thanh trường kiếm. Trảm Long Kiếm. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, đây quả thực là giải quyết hắn lửa xém lông mày à. Cái này đá màu đen vẫn còn có chữ vật năng lực. Bất quá hắn thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường. Tảng đá kia thừa tái luân hồi mộ địa, tất nhiên là cao cấp linh vật. Liền trăm vị đại năng cũng ở trong đó, chữ vật năng lực so sánh liền muốn nổ tung. Ngay tại Diệp Thần suy tư đang lúc, hắn điện thoại vang lên.
là cần phải kình. Diệp tiên sinh, không có quấy rầy ngươi đi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến cần phải kình thanh âm. Nghe thanh âm có chút khàn khàn và mệt mỏi. Không có, thế nào? Cần phải kình vậy không do dự, mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngươi còn nhớ lần trước ta và ngươi nói võ hoàng xã sự việc sao? Diệp thần ngẩn ra, suy nghĩ một chút, cần phải kình mấy ngày trước thật có nói tới. Tựa hồ là võ hoàng xã có hành động. Hắn không có để ở trong lòng, loại này đảo quốc tổ chức, hắn thật coi thường. Viên đạn đất, mới có thể có sợ gì? Diệp tiên sinh, xế chiều hôm nay 14:35 phút, nước Nhật có một chiếc thuyền bè đang lái vào Hoa Hạ vùng biển. Chúng ta bên kia đội viên phát hiện phía trên ít nhất có 20 vị võ hoàng xã thành viên nòng cốt ở trên thuyền. Long hồn bên này hoài nghi là nhằm vào Diệp tiên sinh mà đến. Bởi vì đối phương đi tuyến đường có chút ẩn núp, hơn nữa một ít nguyên nhân đặc biệt, đã mất đi mục tiêu. Cái gì gọi là nguyên nhân đặc biệt? Diệp thần nhíu mày một cái hỏi. Thuyền bè đã bị long hồn tìm được, nhưng là thuyền bè trên không có người nào. Ta gọi điện thoại này mục đích là nhắc nhở Diệp tiên sinh một chút, chuyện này ta sẽ kéo dài truy lùng. Nói xong, cần phải kình điện thoại liền cúp. Diệp thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đưa điện thoại di động vứt xuống một bên, tiếp tục nghiên cứu luân hồi mộ địa. Lại qua một tiếng, Diệp thần phát hiện điện thoại di động lại sáng. Lần này là một cái tin nhắn ngắn, nội dung rất đơn giản. Đã phát hiện mục tiêu, ta dẫn đội đột kích long hồn chuẩn bị võ trang đả kích, mời Diệp tiên sinh yên tâm. Diệp thần đối ứng kình làm việc rất là yên tâm. Từ Ninh Ba không đánh nhau thì không quen biết, đến bây giờ trở thành long hồn tổng giáo quan, hắn đối ứng kình cảm giác coi như không tệ. Chí ít, hắn từ cần phải kình trên mình thấy được Hoa Hạ đặc chủng quân nhân huyết tính và thi hành lực. Hắn thậm chí cân nhắc cho cần phải kình một đạo cơ duyên. Hắn mạnh mẽ, bất kể là đối với hắn, hay là đối với Hoa Hạ, cũng là chuyện tốt. Hơn nữa đoạn này thời gian, cần phải kình giúp hắn quá nhiều. Ngược lại hắn cái này long hồn tổng giáo quan ngược lại có chút không phụ trách, trừ lần đầu tiên đi qua căn cứ, lại cũng không có đi qua. Được rồi, rút ra cái thời gian lại đi một lần đi. Đêm đến. Diệp thần và Tôn Di ăn cơm tối xong, bản dự định đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Túi điện thoại vang lên. Hắn theo bản năng cúp điện thoại, nhưng là mười mấy giây sau, điện thoại lại vang lên. Tiểu thần tử, ngươi liền tiếp thôi, dù sao ngươi điện thoại liền mấy người biết. Tôn Di mở miệng nói. Diệp thần gật đầu một cái, nhìn lướt qua điện tới biểu hiện. Vốn cho là cần phải kình, lại không nghĩ rằng điện thoại này là Lôi Thụ Vĩ đánh tới. Lôi Thụ Vĩ vậy dưới tình huống căn bản không biết đánh điện thoại mình. Hắn đánh hơi được có cái gì không đúng mùi vị. Điện thoại tiếp thông. Diệp tiên sinh, xảy ra chuyện. Lôi Thụ Vĩ nói thẳng. Chỉ một những lời này, sẽ để cho Diệp thần sắc mặt biến hóa. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp tiên sinh, cúp điện thoại, biệt thự ngươi cửa có chiếc SUV, ta liền ở trên xe. Được, Diệp thần cúp điện thoại. Đối với Tôn Di dặn dò mấy câu, liền vội vàng hướng chiếc kia màu đen SUV đi. Lên xe, chỉ có Lôi Thụ Vĩ một người, sắc mặt hắn có chút nặng nề. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Diệp thần nghiêm túc nói. Lôi Thụ Vĩ sâu đậm nhìn một cái Diệp thần, mở miệng nói cần phải kình xảy ra chuyện. Giọng tịch mịch. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nói, rốt cuộc phát sinh cái gì? Mấy giờ trước? Cần phải kình còn gửi tin nhắn cho ta. Trạng vạng tối, 10 vị đội đột kích long hồn thành viên ở Hoa Hạ vùng biển thi hành nhiệm vụ đặc thù, nhưng là 2 tiếng trước, toàn bộ mất đi liên lạc. Sống chết không biết trước, liền liền long hồn ở thân thể bọn họ chồng vào sinh mạng kiểm tra tâm mảnh cũng mất phản hồi. Cần phải kình là chi tiểu đội này đội trưởng. Căn cứ thường ngày kinh nghiệm, có thể. Lôi Thụ Vĩ không có tiếp tục nói hết. Một cổ cực kỳ hơi thở ngưng trọng ở bên trong xe lên men. Liền liền trước mặt người điều khiển cầm tay lái tay, cũng là nổi gân xanh. Không biết là tức giận, vẫn là bi phẫn. Diệp thần không nói gì, hắn ngày hôm nay vừa định cho cần phải kình một đạo cơ duyên, kết quả cần phải kình liền xảy ra chuyện. Vô phúc tiêu thụ. Đùa gì thế? Hắn đã từng cho cần phải kình coi số mạng vận, mặc dù hung ác quấn quanh số mệnh bánh xe. Nhưng tuyệt không phải chết hiểu quá sớm mệnh lệnh.
chẳng lẽ coi là sai rồi. Nắm đấm của hắn cầm chặt, một cổ sát ý phóng lên cao. SUV lên tiếng chống đạn, lại mơ hồ sinh ra một tia vết rách. Ngay tại bầu không khí sơ sát tiêu điều lúc đó, điện thoại di động hắn lại vang lên. Một cái tin nhắn ngắn. Ký tên cần phải kình. Khi thấy cá tin nhắn ngắn nháy mắt, không chỉ Diệp Thần hô hấp dồn dập, liền liền Lôi Thụ Vĩ cũng là nín thở. Đột nhiên, Lôi Thụ Vĩ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, nếu cá có thể gửi tin nhắn, tại sao chỉ phát cho ngươi? Cá vấn đề. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, nhưng là trước mắt cái tin nhắn ngắn này là đầu mối duy nhất. Một giây kế tiếp, ngắn nội dung bức thư hiển lộ ra. Chỉ có mấy cái chữ. Diệp Thần, ngươi trải qua tuyệt vọng sao? Diệp Thần khẽ cau mày, hắn đã chắc chắn cái tin nhắn ngắn này không phải cá phát ra. Cá không biết không ngừng kêu mình tên chữ, càng không biết nói loại này lời buồn chán tiếng nói. Diệp Thần thử nghiệm đã gọi đi, nhưng lại biến thành số 0. Diệp tiên sinh, đây là Internet mã hóa tin nhắn ngắn, muốn truy tung nguồn không quá có thể. Bất quá, đối phương nếu phát ra cái tin nhắn ngắn này, liền chứng minh cá có thể còn không có xảy ra chuyện, dẫu sao điện thoại di động hắn nghiệm chứng thủ đoạn rất phức tạp. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn con người u ám mà lại thâm thúy, hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, người đối với Võ Hoàng xã hiểu rõ nhiều ít. Diệp tiên sinh, thật ra thì mấy năm này Long Hồn và Võ Hoàng xã từng có nhiều lần tiếp xúc, nước Nhật đám người kia vẫn luôn không an phận, Võ Hoàng xã thành tựu tín ngưỡng của bọn họ, luôn có kéo nhau trở lại thế. Chúng ta Long Hồn đã từng và Võ Hoàng xã ở Hoa Hạ Nam Hải hậu dậy qua mâu thuẫn, kết quả lưỡng bại câu thương, chúng ta chết 7 vị đội viên. Võ Hoàng xã phía sau màn người trưởng đà là Kitano, thực lực cực mạnh, môn hạ tín ngưỡng người chừng 100.000 nước Nhật. Cái này Kitano cơ hồ bị người Nhật làm thần giống vậy tồn tại. Bất quá có một chút tương đối kỳ quái, trước kia Võ Hoàng xã phái ra nhân viên, đội đột kích Long Hồn cũng có thể đối phó, nhưng là dưới mắt Long Hồn lại toàn quân chết hết, sợ là có thể gặp phải Võ Hoàng xã cực mạnh tồn tại. Đối mặt cái này một loại, vũ khí nóng cũng không có tác dụng quá lớn. Diệp Thần rơi vào trầm tư. Cá sở dĩ sẽ xảy ra chuyện. Thật ra thì rất lớn một phần là bởi vì mình. Dẫu sao đám này Võ Hoàng xã người là hướng về phía hắn tới, hắn ở Ninh Ba giết mấy vị kia Võ Hoàng xã thành viên, đám người này lần này tới tỉnh Chiết Giang, có phải là vì trả thù mình? Vậy cái sức uy hiếp tin nhắn ngắn chính là tốt nhất chứng minh. Ngay tại lúc này, điện thoại di động hắn lại vang lên. Lần này, là một cái kỳ quái liên tiếp. Diệp tiên sinh. Để ý đem điện thoại ngươi nhận được cái này máy vi tính xách tay lên sao? Ta để cho Long Hồn kỹ thuật viên phân tích một chút cái này địa chỉ trang web. Lôi Thụ Vĩ nói. Long Hồn ở kỹ thuật phân tích phương diện vẫn rất có thực lực. Diệp Thần gật đầu một cái, đưa điện thoại di động đưa cho Lôi Thụ Vĩ, chỉ gặp Lôi Thụ Vĩ lấy ra một cây cáp USB, kết nối với bên trong xe notebook. Lôi Thụ Vĩ ở trong máy vi tính đùng đùng một lần làm việc. Rồi sau đó thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp không có vấn đề, hẳn không phải là bộ. Nói xong, Lôi Thụ Vĩ mở ra cái đó liên tiếp. Một giây kế tiếp, màn hình trong xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh trong, lại có 10 người. Lại 10 người kia đều là Long Hồn chiến sĩ. Chỉ bất quá 10 người này hiển nhiên lâm vào trạng thái hôn mê, tay chân đều bị trói buộc, trên mình đều là máu trong vắt vết thương. Thấy cái này nhìn thấy mà giật mình một màn, Diệp Thần quả đấm nắm chặt. Ở tỉnh Chiết Giang, hắn là văn gió mất phía thợ săn. Nhưng là ở Long Hồn nhưng mà Long Hồn tổng giáo quan. 10 người này, nói cách khác, đều là dưới tay hắn binh. Thấy đám người này như vậy vết thương chồng chất, Diệp Thần làm sao có thể không tức giận giận. Liền liền Lôi Thụ Vĩ cũng là một quyền nện ở không khí lên, sổ một câu thô tục cỏ con mẹ nó Võ Hoàng xã. Rất nhanh, trong hình liền xuất hiện một cái mang thằng hề mặt nạ người đàn ông. Nam trong tay người nắm một cái võ sĩ đao, ở ống kính trước nhìn xem, khóe miệng lộ ra một đạo âm u châu chấu. Diệp Thần, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, người so ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, nhàn nhạt nói, thả bọn họ, chuyện này, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Hình ảnh xí nam tử tựa như nghe được cái gì tốt cười sự việc vậy.
vui vẻ cười to đứng lên, người đây là đang ra lệnh ta sao? Người Hoa các ngươi lúc nào đổi được như thế cường thế? Diệp Thần như cũ lặp lại, thả bọn họ. Hắn thanh âm càng ngày càng lạnh, chẳng biết tại sao, trên cửa sổ xe đã bao phủ một tầng hàn sương. Nam tử không để ý đến Diệp Thần, mà là đi tới một cái hôn mê long hồn trước mặt chiến sĩ, một chân đạp ở trên lồng ngực của hắn. Cái đó long hồn chiến sĩ ngay tức thì rõ ràng, trong miệng lại là khạc ra một ngụm máu tươi. Khi thấy trước mặt người đàn ông, cổ nổi gân xanh, giận giống lên. Nam tử như cũ cười, thằng hề mặt nạ lộ vẻ được có chút dữ tợn. Đột nhiên, tay hắn xí võ sĩ đao đặt ở vị kia long hồn chiến sĩ trên bả vai, sau đó nhìn về phía ống kính, tiếp theo, mời các người xem một sướng thải biểu diễn, như thế nào? Ta một mực thật là tò mò Hoa Hạ long hồn đến tột cùng là một chi như thế nào đội ngũ đâu. Nói xong, nam tử tay xí võ sĩ đao, kinh khí ngưng tụ, xé vị kia long hồn chiến sĩ quần áo, trực tiếp không vào hắn bả vai trong. Máu tươi rỉ ra. À! Hắn nhẫn nại không tử kêu lên. Cường đại đau đớn cơ hồ để cho vị kia long hồn chiến sĩ cơ hồ sắp ngất xỉu, hắn con người hiện đầy tia máu. Người đàn ông rất nhanh ngừng một chút. Hắn đối với vị kia long hồn chiến sĩ mở miệng nói, nghe, chỉ cần ngươi ngay trước ống kính mặt, nói một câu, người Hoa là cây vậy heo, ta liền cân nhắc tha ngươi, ngươi thống khổ cũng sẽ không có, nói không chừng ta còn biết cho ngươi tu bổ vết thương. Long hồn chiến sĩ con ngươi chuồng ngựa tiêm máu, hừ. Một tiếng, khạc ra một búng máu, bắn ở liền chàng trai mặt nạ để nguyên quần áo trên. Hoa Hạ không thể làm nhục coi như giết ta, cũng giống vậy. Long hồn chiến sĩ trong tròng mắt chỉ có kiên định. Long hồn chiến sĩ cơ bản nhất một cái phẩm cách liền là tuyệt đối trung thành. Nghe xong lời này nam tử khóe miệng nụ cười dữ tợn đang khuếch đại, cánh tay hắn hơi có lực, võ sĩ đao lại không vào mấy phần. Máu tươi càng ngày càng nhiều. Thậm chí có thể thấy xương. Ngươi chắc chắn không nói. Ta ngược lại là phải xem long hồn chiến sĩ nhẫn nại có thể liệt mấy phần. Hắn không tin những người này sẽ dẫu có chết không theo. Vậy long hồn chiến sĩ toàn thân gân xanh, thống khổ không chịu nổi, hắn gắt gao theo răng. Sau đó, giận dữ hét, võ hoàng xã liền mẹ hắn là xúc sinh. Giết ta, cũng chỉ có những lời này. Giờ khắc này, nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại là một chân đạp ở vị kia long hồn chiến sĩ bụng di máu phun trào. Nhưng là long hồn chiến sĩ con ngươi nhưng cho thấy trước vô cùng kiên định. Đây chính là long hồn chính là Hoa Hạ chiến sĩ. Mà giờ khắc này, bên trong xe Diệp Thần trong lòng giấy lên cơn giận đốt trời. Hắn lại cũng khống chế không mình, một quyền đập vào cửa xe trên. Cửa xe lõm xuống đánh thủy tinh toàn bộ vỡ vụn, hướng bên ngoài đi. Tự tìm cái chết. Lôi Thụ Vĩ muốn bình tĩnh, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Thuộc hạ của mình bị như vậy hành hạ, ai có thể chịu được? Hắn trong mắt lửa giận cháy, hướng về phía ống kính nói, Hoa Hạ cuối cùng đối với ngươi một lần cảnh cáo, ngươi nếu như lại dám đả thương long hồn chiến sĩ, hậu quả tuyệt đối không phải các người võ hoàng xã có thể thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.